hãy thả ba vị thủ lĩnh của bọn ta, sẽ tha cho cả nhà các ngươi. Dám tự ý xâm chiếm lãnh thổ của bọn ta, chết! Nghe nói trên thiên địa hạ giới, từ trước nay không có đánh bại được tứ đại lãnh chúa. Hôm nay bọn ta đến khiêu chiến tam đại cao thủ tập hợp lại, chính là không tin vào sự hoang đường này. Giết, giết! Không xong rồi, thần đảo địa ngục, giáo phái U Minh còn có cả sát lục. Bọn họ ba thế lực lớn đã dốc toàn bộ lực lượng thách thức tứ đại lãnh chúa, đã giết hại vô số người rồi. Bọn họ muốn giải cứu thủ lĩnh của tam đại thế lực sao? Hề hước! Còn không chịu thả thủ lĩnh của bọn ta chỉ ra. Là bọn rùi bâu cũng dám làm loạn à? Ba tên thủ lĩnh nhà các ngươi, ta mang đến rồi đây. Cái gì? Đến lượt các ngươi rồi, chết! Bái kiến thần vương. Lần này thần vương nhập thế, đây là một chút lòng thành, mong thần vương vui vẻ nhận lấy. Gì? Thẻ đen không giới hạn, bên trong có chứa hàng nghìn tỷ. Chúa tể đánh nhau thất tinh huân chương, là binh đoàn gà chiến mạnh nhất thế giới. Tu La Linh nữ vương của tổ chức sát thủ mạnh nhất thế giới. Tất cả mong ngày dùng thử. Lần này ta đi, chỉ có thể mang theo một hầu cận, các ngươi nói xem, ta nên mang theo ai? Chúng thần nguyện chết vì thần vương đại nhân, chỉ cần là thứ mà người muốn, chúng thần bằng mọi giá cũng sẽ lấy về. Chúng thần nguyện vì thần vương vào sinh ra tử, chỉ cần người thấy không thuận mắt quốc gia nào, chúng thần sẽ hủy nó cho người thấy thế nào? Thần vương, thế lực của Cửu Long hội tôi phân bố rải rác toàn bộ Viêm Quốc. Hơn nữa người mà người muốn tìm tôi đã tìm thấy rồi. Từ giờ trở đi, ngươi, Dạ Hoàng, chính là hầu cận duy nhất bên cạnh Sở Vô Đạo ta. Cảm ơn thần vương. Ngươi chính là Sở Vô Đạo, ngươi tìm ta hả? Ta là Tố Vấn, nữ thần y siêu cấp hiện nay, cũng chính là hôn thê của ngươi. Cha ngươi khi còn sống đã từng đến nhà ta cầu thân. Hôm nay ta đến đây để thông báo với ngươi, cuộc hôn nhân này ta muốn hủy bỏ. Từ hôn sao? Thần vương, dòng máu Lạc Hồng mà cũng có người đòi hủy hôn sao? Làm sao? Ý kiến lên phường. Ngươi bất quá chỉ là con rồng ngụp trong bãi rác. Hơn nữa tiểu thư nhà bọn ta sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, là thiên tài y đạo của Viêm Quốc, lại còn là đệ tử cuối cùng của Thánh Y Cát Huyền Cơ. Luận về thân phận địa vị, ngươi có gì xứng? Thánh Y Cát Huyền Cơ à? Xem ra lão nhóc Flexing này cũng được phép hôn sược tên cúng cơm của sư tôn ta mà ngươi cũng dám gọi lên sao? Lão nhóc con này mắt nhìn tệ quá. Ngươi không nhất thiết phải đấu võ mồm với ta. Ta biết đả kích này đối với ngươi quá lớn rồi, nhưng ngươi nên hiểu rõ khoảng cách giữa chúng ta. Ngươi không xứng với ta, ngay cả khi ngươi cưới được ta, cả đời này của ngươi chỉ có thể nói rằng phải sống dưới váy của vậy ta. Vậy sao? Thôi. Suy cho cùng thì tiếng tăm của ta quá lớn rồi. Ở cùng ta chỉ khiến cho bản thân ngươi thêm hèn nhát. Năm đó cha mẹ ngươi bị đuổi ra khỏi đế đô, Sở gia lưu lạc Trung Châu, bị kẻ xấu ám sát. Ngươi không những không chết, thay vào đó còn trốn làm ở một đây. Con rùa rụt cổ. Ta với ngươi căn bản không phải là người cùng một thế giới. Cô nói rất đúng. Cô và ta thật sự không phải người cùng thế giới. Ta khuyên ngươi mau chóng quỳ xuống dập đầu nhận sai. Cô xin bọn họ thu nhận thì còn có thể quay lại. Cô cút sống qua ngày. Mà ta và ngươi thật sự hoàn toàn không giống nhau. Bản thân ta 3 năm đã bái Thánh Ý làm thầy, cứ được vô số người, được nhiều người kính trọng và phong danh hiệu nữ thần y số 1. Người muốn cưới ta đã xếp hàng dài từ Viêm Quốc đến nước Pháp mà rồi. Ngươi xứng à? Đỉnh đỉnh, đỉnh quá ta. Có điều là một đứa bị dùng bỏ của Sở gia, cho nên hôn lễ này bất luận ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ từ bỏ. Đi, Mạc mang cái dương kia qua đây. Tất cả đều ở đây, cô tìm đi. Nam Cung Tuyết, lẽ nào đây là thiên kim nhà đến đâu? Lâm Yên Nhiên, đây lẽ nào là con gái của trợ lý trưởng? Cái này mới là của cô. Sở Vô Đạo, ngươi lừa được từ đâu ra nhiều thư cầu hôn thế? Không lẽ ngươi làm giả sao? Ta nói cho ngươi biết, loại người trên mặt rát vàng như ngươi, một chút chiêu trò lừa được những đứa chưa vào đời như mấy em gái mới lớn đối với nhiều. Ta mơ đi, xin ngươi từ nay về sau đừng đến làm phiền ta. Tiểu thư nhà ta tính tình lương thiện, cảm thấy hủy hôn đối với ngươi mà nói là chuyện quá tàn nhẫn. Cho ngươi tấm danh thiếp này, sau này nếu như không có cơm ăn có thể đến tìm cô ấy, tiểu thư sẽ làm từ thiện cho ngươi. Bẩm thần vương, thuộc hạ đã điều tra kỹ rồi, năm nó cứu người ra khỏi nguy hiểm và lo liệu mọi việc cho là ngươi. Ông chủ của Tần gia Tần Thiên Hạo đã thăng thiên rồi. Cái gì? Thần vương, thần vương xin hãy nén đau thương. Nghĩa phụ, bây giờ Tần gia đang gặp khó khăn và quyền lực đứa con gái duy nhất của nghĩa phụ người cũng là vị hôn thê duy nhất người thừa nhận, Tần Tuyết Giao cũng bị bắt ép cưới chồng.
chuẩn bị phi cơ cho ta. Ta muốn về Diêm Quốc. Con không gả. Hôn nhân đại sự, trước giờ đều là do cha mẹ sắp đặt. Ngươi nói không muốn là không kết sao? Hơn nữa ngươi bây giờ không phải là người đẹp nhất Trung Châu nữa rồi, nhưng mà cha mẹ đã sớm đính hôn cho con rồi. Trượng phu của con là Vô Đạo Kaka, đừng có nhắc đến đứa con hoang nhà Sở ra nữa. Năm đó nếu như không phải giúp đỡ nó thoát khỏi cảnh truy sát khắp mọi nơi, Tần gia chúng ta cũng sẽ không bị liên lụy, cha ngươi cũng sẽ không bị các đại gia tộc ở Trung Châu nhắm đến lao lực quá sức mà đóng hỏng. Đừng quên vết sẹo trên mặt ngươi làm sao mà có. Chưa kể hắn vẫn còn nợ cha ngươi một mạng, dù sao thì anh ấy cũng là con nuôi của cha. Cha của ngươi sau khi chết có thấy hắn xuất đầu lộ diện, thắp một nén nhang nào chưa? Cái gì cũng không cần nói nữa, Tần gia chúng ta đã suy tàn rồi, cũng không thể chịu đựng thêm rắc rối nào nữa. Chiều nay nhân dịp đại thọ của ta, vì ngươi mà tuyển rể. Hôm nay đại thọ của lão thân, cảm ơn các vị quan khách đã đến đây tham dự. Tốt xấu gì cũng là danh môn của Trung Châu, có thể được tham dự bữa tiệc này là may mắn của tôi. Nhưng con trai thiên hạ của tôi mới qua đời, vốn không nên tổ chức yến tiệc đại thọ này, nhưng Tần gia đang trong giai đoạn lụi tàn. Ta mặc dù già yếu cũng không thể không đứng lên kéo Tần gia tiến lên bùng nổ với xã hội. Mọi người hãy yên tâm, chỉ cần bà lão này vẫn còn sống, Tần gia nhất định vẫn còn. Thứ hai là tôi muốn tận dụng cơ hội lần này cho đứa cháu của tôi tuyển một người cháu rể, vãn bối Sở Vô Đạo. Chúc lão thái quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Sở Vô Đạo, sao cái tên này nghe giống với tên của đứa con hoang nhà Sở gia thế nhỉ? Thật là xui xẻo. Làm sao đây, nghèo khó thiếu cám ăn nên chạy về xin à? Hôm nay là đại thọ của lão ta, không muốn chấp động vật thấp kém. Ngươi không muốn ăn cám mà muốn chết sao? Vô Đạo ca ca, thật sự là anh sao? Nếu anh mà không về thì em tính gả cho người khác phải không? Sở Vô Đạo, ở đây không hoan nghênh ngươi. Ngươi con chó đen này còn mặt mũi đến đây múa rồi sao? Lão thái quân nặng lời quá. Tôi Chu Vô Đạo đến đây hôm nay, thứ nhất là muốn mừng đại thọ, thứ hai là muốn cưới Tuyết Giao muội muội, thứ ba là muốn chia buồn cho nghĩa phụ. Làm gì có chuyện múa rối ở đây. Chưa kể hôn ước của tôi với Tuyết Giao muội muội vô dĩ được định trước khi nghĩa phụ qua đời, tôi chỉ là muốn đến đây để thực hiện đúng. Hôm nay Tần gia là do bà lão ta làm chủ, hôn ước này vô dụng. Có ý kiến gì không bà nội? Ngậm mõm lại, Tần gia không đến lượt ngươi mở mũi nói bậy. Bây giờ Tần gia nguy nan, ta không cho phép ngươi gả cho tên ăn mày này. Hôn ước này phế bỏ. Vậy hôm nay các người vì Tuyết Giao mà tuyển, lẽ nào tôi không thể ứng tuyển sao? Sở Vô Đạo, ngươi có phải cảm thấy Tần gia bọn ta hiện giờ xa cơ thì ngươi liền có cơ hội rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, Lada suy yếu vẫn hơn ngựa thần. Tần gia bọn ta dù sao thì cũng là hào môn ở Trung Châu, không phải một mình tên ăn mày như ngươi có thể sánh. Hơn nữa cứ cho là em gái ta bị hủy dung rồi, ngươi cũng với không tới. Cái gì? Tuyết Giao, bọn họ nói có phải sự thật không? Tuyết Giao, để anh xem. Vô Đạo ca ca, anh chê em sao? Anh không chê, anh sao có thể chê em được? Xinh đẹp tuyệt vời 10 điểm. Tuyết Giao, anh nợ em quá nhiều rồi, cả đời này sợ là cũng trả không hết. Em không cần anh phải trả. Vô Đạo ca ca, chỉ cần anh bình an trở về là đủ rồi. Giữa nơi đông đảo quần chúng như thế này, bớt tiểu phẩm lại đi, xem bà già này không tồn tại à? Sở Vô Đạo, ngươi bớt ở đây giả vờ giả vịt đi, sớm không đến muộn không đến. Đến đúng lúc này, ngươi có phải muốn tiền đúng chứ? Ta cho ngươi. Trịnh thiếu gia, Trịnh Thu đáo. Vãn bối Trịnh Thu đến đây để chúc mừng đại thọ của lão thái quân. Không ngờ được nha, hào môn bậc nhất Trung Châu, Trịnh gia cũng đến nữa. Chẳng lẽ thiếu gia nhà họ Trịnh này cũng có hứng thú với Tần Tuyết Giao? Cũng đúng thôi, được mệnh danh mỹ nhân đẹp nhất Trung Châu, đối với hắn ta vô cùng lãnh đạm. Tiếc là thời thế thay đổi, vậy thì chuyện này ngươi yếu thông tin. Trịnh rồi. Thu này, hắn ta được gọi là một chắp lại còn có một số sở thích bệnh hoạn, chưa kể hiện nay Tần gia đang dần suy tàn, một người con gái đã từng không thèm đến xỉa đến ngươi, coi ngươi như bãi phân. Ngươi nói thử xem, nếu như rơi vào tay ngươi, ngươi sẽ chơi như thế nào? Vãn bối Trịnh Thu đến đây chúc thọ lão thái quân, chúc người mọi ngày như một, tuổi mới tràn ngập niềm vui. Trịnh thiếu đại giá quang lâm, thật sự làm chúng tôi cảm thấy rất cảm kích. Là như này, hôm nay có một siêu nhân vật đến Trung Châu của chúng ta, ngũ đại chiến thần tập hợp, muốn 3 ngày sau TOT trước một buổi yến tiệc, mà Trịnh gia tôi lại được chọn chúng đảm nhận việc tổ chức yến tiệc, cho nên bổn thiếu gia công việc bận rộn đến hơi trễ. Là nhân vật nào mà thần thánh thế có thể làm ngũ đại chiến thần tập trung tại Trung Châu? Trịnh gia không hổ danh là đại hào môn đứng đầu Trung Châu, có thể được thiên sát chiến thần xem trọng vậy, còn có cơ hội tiếp cận siêu nhân vật như vậy, thật sự đỉnh nha. Tôi nghe nói anh rể của Trịnh thiếu là hậu cận thân tín của thiên sát chiến thần Trấn Nam Hầu Lâm Lôi,
Ây, chị của tôi nói rồi, nếu như buổi yến tiệc này tổ chức thành công thì sẽ mang Trịnh ra chúng tôi, giới thiệu cho siêu nhân vật này. Đến đây, đến đây, Trịnh thiếu mau đến đây, mời ngồi. Tuyết Dao còn không mau ngồi chung với Trịnh thiếu. Tuyết Dao không muốn. Ngươi đừng bắt ép cô ấy. Ngươi lại là cái tên xúc vật nào đây? Ngươi có thân phận gì? Đứng ngang tầm với ta. Ngươi nói không sai, đúng là ta và ngươi không cùng một đẳng cấp. Chỉ cần Tuyết Dao đồng ý ở bên ta, ngươi chính là không còn bất cứ một cơ hội cả đời ta, ngoại trừ vô đạo ca ca ra ai ta cũng không gả. Chưa kể, ai mà chả biết ngươi là một tên khốn nạn nhất trung châu này, đã lấy 6 người vợ, trên người mang bệnh sinh lý, còn có sở thích mang vợ của mình cùng người khác, hỗn láo, dám đụng vào người phụ nữ của ta, phản rồi, phản rồi. Sở vô đạo, không đến lượt ngươi phải nhúng vào. Ngươi cái tên ăn mày cũng này chỉ có thể lừa được em gái ta, nhưng không lừa được ta đâu. Nói về tiền tài và địa vị, ngươi có gì để so sánh với Trịnh thiếu? Ta nói cho ngươi biết, đừng có chặn đường cơ hội thăng tiến của Tần gia bọn ta nữa. Nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội. Luận về tiền tài địa vị đúng chứ? Cái này, thẻ đen không giới hạn, bên trong có vạn tỷ. Ngươi nói xem có đủ tư cách chưa? Tuyết Dao, nếu con gả cho loại người này, Tần gia chúng ta sẽ bị người đời cười muối mặt. Ngươi có phải là bú đá nhiều quá không? Vạn tỷ, có biết vạn tỷ ở đằng sau có bao nhiêu số không không? Ta khinh. Flexing hơi ối ai mà không thể chứ? Ấy ra, ngươi không nhất thiết phải lột trần người ta như vậy. Tội nghiệp người ta, chỉ có thể dựa vào ảo giác của đá. Không giống ta. Hôm nay, bổn thiếu gia mang đến 3 món quà vô cùng đặc biệt, một là để mừng thọ, hai là muốn cưới Tuyết Dao về làm vợ. Món quà thứ nhất chính là bản hợp đồng đầu tiên của tập đoàn Trịnh gia và Tần gia, có giá trị 1 tỷ. Món thứ hai, đó chính là tôi đã bỏ ra rất nhiều mời tiền đến nữ thần y nổi tiếng Tô Vấn Thần Y đến đây để xem bệnh cho Tuyết Dao. Món quà thứ ba, đó là thư mời dự yến tiệc của thần vương vào 3 ngày sau. Trịnh thiếu gia thật sự rất có thành ý, làm cho bà lão này thật sự rất cảm động. Đây nếu như trở thành con rể của Tần gia chúng tôi thì Tần gia sau này chẳng phải lo lắng về sự thịnh vượng nữa. Không giống một số người chỉ biết lừa ăn lừa uống, mặt dày vô sỉ. Nếu đã flexing xong rồi, vậy thì ta cũng để cho người một chút cơ hội để flexing biểu đạt thành ý chứ. Đúng lúc, ở chỗ ta cũng có 3 món quà. Đây chính là món quà đầu tiên. Đây là Sở vô đạo, bất kể có nói gì, Tần gia bọn ta cũng có ơn với ngươi. Ngươi lại báo đáp như này sao? Làm cho Tần gia bọn ta trở thành giáp xiếc trung ương. Ngươi là tên phế vật, ngay cả cám cũng không có mà ăn. Lấy đâu ra tiền mà đến tặng chứ? Không biết đã trộm cắp ở đâu, dám mang đến đây để làm quà. Ngươi ở đây đang diễn kịch từ đấy xã hội đi lên sao? Ngươi không biết còn tưởng ngươi rằng đến đây thăm viếng đấy. Phì, thật xui xẻo. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên có thể kéo dài tuổi thọ, giá trị không nhỏ. Đến lúc này rồi, ngươi còn ở đây ảo giác à? Thiên Sơn Tuyết Liên nghìn năm là một huyền thoại, là báu vật quốc gia, nó phải được để ở trong kho bạc quốc gia, làm gì có chuyện đến được tay ngươi. Hơn nữa, ngay cả hoa tuyết liên bình thường cũng được tính là báu vật rồi, căn bản không phải một tên phế vật như có thể chấm mút được. Tô Vấn Thần Y, hay là cô đến thẩm định xem coi tuyết liên này có phải là thật không. Không cần nữa, loại người cả mùng chỉ có hương vị của những đá đồ được mang này đến có gì đáng để thẩm định chứ. Nhìn thấy chưa, ngay cả thần y TOT vẫn là thiên hạ dược liệu cũng thèm đến xỉa đến. Sở vô đạo, ngươi làm sao vẫn còn mặt dày ở lại đây vậy? Những thứ đồ giả này chung quy cũng chỉ là giả. Ngươi nếu đã có năng khiếu diễn kịch như vậy, sao không nói luôn là ngươi có thể mời thánh y Cát Huyền Cơ đến xem bệnh cho Tuyết Dao muội muội? Ồ, hoặc là nói ngươi làm một tấm thư mời tham dự yến tiệc thần vương mang đến đây cho ta xem. Vô đạo ca ca, hay là chúng ta đi thôi. Các cơ huyền, cho ngươi thời gian 3 phút, mang cho ta lọ kem trộn lúc sơ gì đến đây, ta muốn chữa trị cho vị hôn phu. Còn nữa, ngươi thông báo cho Tiêu Thiên Sát bảo hắn đích thân đến đây một chuyến, mang thư mời dự yến tiệc của thần vương đến đây. Dám gọi cả tên cúng cơm của thánh y, còn để ông ấy mang kem trộn đến đây cho ngươi. Ồ, lúc nãy ta còn nghe nói ngươi để chiến thần Thiên Sát mang thư mời đến cho ngươi, phải? Não bị kẹt cửa à? Đúng là lời thì thầm của đá, cắn đá quá mức rồi. Ngươi giả danh thánh y cũng thôi đi, còn dám lợi dụng cả danh tiếng của Thiên Sát chiến thần đến đây huênh hoang. Người đâu, lôi hắn ra ngoài đưa cho quan phủ xử lý. Thánh y Cát Huyền Cơ đến, chiến thần Tiêu Thiên Sát đến. Thánh y thật sự đến rồi, còn có cả Thiên Sát chiến làm thần. Sao có thể, Tần gia chúng ta hạng gia đình tầm thường, làm gì có tư cách thỉnh hai vị thánh thần đến chứ. Đúng rồi, thánh y là sư phụ của Tố Vấn, nhất định là vì cô ấy mà đến. Vậy Thiên Sát chiến thần chính là để giữ thể diện cho Trịnh thiếu, không hổ danh là hào môn đệ nhất trung châu. Nội tình bên trong của thật Trịnh sự là thâm sâu không thấy đáy mà. Hôm nay có hai đại nhân vật quý không thể tưởng tượng được đến tham gia bữa tiệc mừng thọ của bà lão, thật sự là hiếm có trên đời. Mau mời họ vào,
Vô Đạo ca ca, hai vị đại thần đều vì hắn ta mà đến. Trịnh Thu thế lực rất mạnh, hay là anh xin lỗi nhận thua đi. Bọn họ sẽ không tính toán đâu. Không cần lo lắng, chúng ta cùng xem diễn hề nhé. Đồ Nhi Tố vấn bái kiến sư phụ, bái kiến Thiên Sát Chiến Thần. Sở Vô Đạo, Thiên Sát Chiến Thần đến rồi, còn không mau ta dám quỳ, ngươi hỏi bọn họ dám nhận không? Không biết Thiên Sát Chiến Thần và Thánh Y đến, lão thân cáo lỗi vì không ra đón tận nơi, vẫn xin được trách tội. Lão thái quân quá lời rồi. Chúng tôi cũng là nhận làm nhiệm vụ. Cái này. Sư phụ, mấy đóa liên hoa dập nát này không biết là Sở Vô Đạo ngắt từ chỗ còn mặc nhiên mạo danh là nghìn năm Thiên Sơn Tuyết Liên, phi phạm của trời. Cái này là ta đã bỏ ra một số tiền lớn, từ quốc chủ hiện nay thỉnh về được. Báu vật quý hiếm bị hủy hoại một cách đơn giản như vậy sao? Ai, ai dám làm chuyện này? Đây không lẽ nào là Tuyết Liên thật? Mọi khổ tâm đều trở thành công cốc rồi. Dạy đạo cho ngươi, ngươi đều để cho chó gặm hết rồi à? Tuyết Liên ngàn năm quý báu như vậy, ngươi đều phân biệt không được. Ta thật sự là đã phạm phải một sai lầm lớn rồi. Sư phụ, con nhớ ra rồi, chính là Sở Vô Đạo. Con nhớ là chiều hôm nay hắn đến Huyền Cơ Y Các, định là ngươi từ phòng của sư trộm ra ngoài. Người đâu mang hắn ném khỏi đây cho ta. Ngươi vẫn còn chê chưa đủ nhục nhã hả? Ta dự định đề cử ngươi cho sư tôn của ta, bây giờ xem ra ngươi căn bản không cần những thứ đó nữa rồi, ngươi bây giờ cút đi. Sư tôn của sư phụ, nghe nói Tần gia tuyển rể, Tiêu Mỗ trước tiên là đến chúc mừng, không nghĩ đến lại có chuyện như này xảy ra. Tiêu Mỗ xin được phép né trước. Thiên Sát Chiến Thần là thân phận như thế nào, hà tất gì phải né tránh? Hay là người nói đúng, Trịnh thiếu quả thực là duyên lành của Tuyết Giao. Tần gia bọn ta đối với cuộc hôn sự này cực kỳ coi trọng. Thiên Sát Chiến Thần đại giá quang lâm lại còn quan tâm đến hôn sự của ta và Tuyết Giao như vậy, tại hạ cảm kích vô cùng. Ngươi là ai? Ta là Trấn Nam Hầu Phủ, là em vợ của Lâm Lôi, Trịnh Thu. Ngươi chính là Trịnh Thu, ta có nghe về ngươi. Nghe nói ngươi ngang ngược hóng hách, có đời tư vô cùng hỗn loạn, kết hôn 6 lần, xem hôn nhân như trò trẻ con, còn hay bắt các cô gái lương thiện về làm thê. Ta khuyên ngươi lần sau đừng có mang danh của Lâm Tuyết ra mà hại người nữa, để tránh phá hủy tiền đồ của hắn, còn phá hủy cả danh dự của Thiên Sát Chiến Thần. Lần sau không muốn chạm mặt ngươi nữa. Viêm Quốc Tiêu Thiên Sát bái kiến Thần Vương. Viêm Quốc Tiêu Thiên Sát bái kiến Thần Vương. Không đến kịp lúc vẫn mong Thần Vương trách tội. Miễn lễ, tạ Thần Vương. Chuyện này làm sao hắn rõ ràng chỉ là một tên phế vật hỗ xược. Sao ngươi dám lăng mạ Thần Vương? Tần gia các ngươi xứng đáng được đóng hỏng. Đừng đôi co với bọn họ nữa, tránh làm dọa sợ Tuyết Giao của ta. Toàn bộ Tần gia chỉ có em là người duy nhất xứng đáng. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, anh cùng em đi thắp bái nghĩa phụ. Anh sẽ nói với nghĩa phụ, anh muốn lấy em làm vợ, cho em vinh hoa phú quý. Nghiêm túc chuẩn đoán vết thương trên mặt Tuyết Giao. Nếu có sai sót gì ta túm đầu ngươi hỏi tội nờ. Đi. Tuyết Giao tiểu thư, xin hãy qua đây một chút. Tuyết Giao, nếu đã lấy được thư mời tham dự yến tiệc của thần đó, đó là vinh dự của Tần gia chúng ta. Thư mời này, ta giúp con cất nó. Bức thư mời này là giả, bức thiệp nhà ta mới là thật. Cái này là ta tự làm, căn bản không có đường viên vàng kim này. Cái này là do ta căn bản không có cái vạch màu rồi này. Rõ ràng là hắn, Sở Vô Đạo tìm người giả thân phận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào cái vị Thiên Sát Chiến Thần cũng là giả? Hứ, điều này còn cần phải nói sao? Nhất định là do tên tiểu tử Sở Vô Đạo tìm người giả này thân phận. Thiên Sát Chiến Thần chính hiệu, làm sao có thể có thái độ như vậy với Trịnh gia? Còn gọi là Thần Vương, Thần Vương là nhân vật như thế nào? Nó chính là một thằng ăn mày nghèo hèn. Tôi khinh cái tên phế vật mông thở ra toàn là đá, lại có thể ngay cả thánh y. Các Huyền Cơ đều bị hắn ta lừa bịp, hắn ta lấy ám hiệu của Thiên Sát Chiến Thần lừa gạt thánh y nổi tiếng gan to hơn trời mà, vậy mà dám tìm người giả. Thiên Sát Chiến Thần, về nhà ta phải nói với anh rể, thông báo cho Thiên Sát Chiến Thần thật sự đi tìm hắn vạch tội, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì trục xuất ra khỏi Viêm Quốc. Cảm ơn Trịnh thiếu, chỉ có người mới là vị hôn phối lý tưởng mà trời đã ban tặng cho Tuyết Giao nhà chúng tôi. Chỉ cần ta cưới được Tuyết Giao, vậy thì chúng ta sẽ là một gia đình. Đến lúc đó ta sẽ để cho anh rể xuất hiện, làm rõ mối quan hệ giữa Tần gia và tên phế vật nghèo hèn đó. Chỉ có điều ta đã mời thần y đến đây chữa trị cho Tuyết Giao, không biết sao giữa đường lại có một Cát Huyền Cơ chui ra. Có điều cũng tốt, dựa vào y thuật của thánh y, không bao lâu nữa Tuyết Giao lại trở lại thành mỹ nhân đẹp nhất của chúng ta. Anh chuẩn bị đưa em đi đâu? Thần Vương đại nhân, Tiêu Mỗ có chuyện không hiểu lắm, hy vọng người đừng oán trách. Có gì mà phải giao trước đó sau, trực tiếp nói ra không cần vòng vo. Thần Vương đại nhân, người y võ song toàn, không có đối thủ, tôi muốn khẩn cầu người thu nhận ngũ đại thần chiến của Viêm Quốc chúng tôi làm vị chiến thần.
Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bái kiến thần vương. Các người thật sự muốn bái ta làm sư sao? Hoàn toàn đúng. Nhưng ta quan sát nguyên khí của năm người đã sắp tu luyện đến thần giới rồi, năm người liên thủ canh giữ an ninh trật tự của một quốc gia, hà tất gì phải bái ta làm sư? Tương truyền thần vương đại nhân đã dùng toàn lực để tiêu diệt ba chiến thần trong top 10 thần chiến tranh trong truyền thuyết và các sát thủ đẫm máu trong bảng chí tôn, chỉ sợ ngũ đại chiến thần viêm quốc chúng tôi liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của người. Trình độ của năm người các người thì chỉ có ngươi được ta để vào mắt, chỉ đáng tiếc ta đã từng cho ngươi cơ hội. Thần vương đại nhân đã cho từng cho tôi cơ hội sao? 2 năm trước ngươi xông vào lãnh hỗn loạn của ta, thách thức tứ đại lãnh chủ dưới trướng ta, chỉ đáng tiếc ngươi thua rồi, thua rất thảm hại. Tứ đại lãnh chủ là thuộc hạ của người sao? Vậy thì người chính là chủ nhân của lãnh hỗn loạn, không ngờ được người chính là chân long trong truyền thuyết. Yến tiệc thần vương kết thúc, ta sẽ đích thân dẫn dạy các ngươi một lần, có thể lĩnh hội được bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi. Đa tạ thần vương. Thần vương đại nhân đích thân dẫn dắt chúng tôi là vinh phúc vô cùng to lớn của chúng tôi, thời gian này chúng tôi sẽ nhất định tổ chức tốt yến tiệc thần vương, sẽ không để xảy ra bất kỳ một sai sót gì. Thần vương đại nhân, lần đầu tiên người đến Trung Châu chắc vẫn chưa có chỗ để nghỉ ngơi, đây là chìa khóa của Vân Hải Ngọc Cung, nếu người không chê chiếc xe mới tinh này thì xin người hãy nhận nó, thuận tiện cho việc đi lại của người. Ngươi có tâm rồi. Mình có phải là hoa mắt rồi không? Ta vừa nhìn thấy Sở Vô Đạo lái chiếc xe đắt tiền. Tiểu thư, người dạo này có phải quá mệt rồi luôn không? Luôn xuất hiện ảo giác. Hắn là cái loại rác rưởi mùng toàn vị đá, làm sao có thể lái siêu xe được? Lãnh hỗn loạn là vùng đất hung tàn nhất thế giới, là nỗi khiếp sợ cả đời của những kẻ hung tàn nhất, chỉ có thể vào mà không thể ra. Lần này chúng ta một chút cũng không thể lơ là, vạn nhất thần vương tức giận, cả viêm quốc của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Nghe hiểu rõ rồi chứ? Lúc nãy tôi phát hiện thần khí của thần vương thật khủng khiếp, thực sự rất khủng khiếp, đến bây giờ chân của ta vẫn mềm nhũn. Tiểu thư người xem, viêm quốc chúng ta ngũ đại chiến thần lại tập hợp ở đây, người ở giữa lãnh đạo hình như là thiên sát chiến thần, đẹp trai quá. Anh ta không phải đến tiệc đại thọ của Tần gia đó sao? Sao có thể lại ở đây? Vừa nãy sư phụ ở đó, ta không xem rõ hình dạng của chiến thần, có lẽ nào người đó là giả? Sở Vô Đạo, ngươi thật sự là diễn viên tài năng. Tứ đại chiến thần bình thường gác trấn tứ phương, chỉ có thiên sát chiến thần là tổng soái trấn giữ ở trung tâm. Gần đây rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì mà có thể làm cho năm vị tập hợp ở Trung Châu? Tiểu thư, thiên sát chiến thần là tuyệt thế vô song, mà người lại còn được mệnh danh là nữ hoa đà. Luận về danh tiếng, chỉ có chân long như anh ấy mới xứng với người. Ngươi không biết trên thế gian này vẫn còn có một người là vua của các vị thần, thiên hạ đệ nhất diệt khẩu bất bại vô địch. Đáng tiếc là hắn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, chỉ có đủ phúc phần mới gặp được diện mạo thật sự của hắn. Vậy vị thần long đó là nhân vật ở trên trời sao? Người phàm như chúng ta làm gì dám trèo đến? Thôi không nói mấy thứ này điều nữa. Quan trọng nhất bây giờ Huyền là cơ y các, cầu xin sư phụ tha thứ cho ta. Tần tiểu thư, ta bây giờ bắt đầu tiêm thuốc cho cô. Cô sẽ chìm vào trong giấc ngủ một chút. Sau khi thoa kem trộn lúc sơ gì này lên mặt sẽ có một chút đau rát. Đây đều là phản ứng bình thường, đừng sợ. Đa tạ các thánh y. Sư tôn, người đến rồi à? Làm sao? Rất nghiêm trọng. Vết sẹo trên gương mặt cô ấy, bởi vì thời gian quá lâu rồi, cùng với máu thịt liên kết lại với nhau. Cho dù có kem trộn ngọc trai đen này thì cũng phải cần đến thần lực của thượng thần điều khiển dược liệu lan đều ra toàn mạch, thấm sâu vào đường mạch máu mới có thể chữa được. Tiếc là năng lực của ta có hạn. Lui xuống đi. Tuyết Giao, mấy năm nay em chịu ủy khuất rồi, Vô Đạo ca sau này sẽ bảo vệ em an toàn. Tuyết Giao mở mắt ra đi. Đây thật sự là em sao? Em thật sự bình phục rồi sao? Tuyết Giao chúc mừng em. Thật tốt quá. Chắc chắn là các chữa khỏi cho em đúng không? Em nhất định sẽ đến trước mặt ông ấy. Em hãy nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai anh sẽ cùng em đi bái kiến nghĩa phụ. Được. Sư phụ, tiệc đại thọ của Tần gia là đồ nhi không được tỉnh táo, dẫn đến Thiên Sơn Tuyết Hoa ngàn năm bị hủy hoại, mong sư phụ trách phạt. Nếu không phải vì tên Vô Đạo Thiên đó Sơn Tuyết đi. Liên, chuyện xui rủi như ngày hôm nay cũng không thể. Đồ nhi nhất định sẽ bắt được hắn chịu sự trách phạt của sư tôn. Sở Vô Đạo, ngươi sao lại ở đây? Ta tại sao không thể ở đây? Ngươi ăn cắp Thiên Sơn Tuyết Liên của sư phụ ta, lẽ nào không sợ tiêu diệt ngươi sao?
hay là ngươi cũng muốn bái sư phụ ta làm thầy, nên mới làm màu để gây sự chú ý, đến tiếp cận ta? Nếu mà như vậy, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Ta thật sự không hiểu nổi, các huyền cơ hắn thu nhận đệ tử không động não sao? Ngươi, ngay cả loại óc heo như ngươi cũng thu nhận được, hứ. Ngươi muốn làm gì? Thanh ý không có ở đây, bắt nữ đệ tử Hoa Đà của hắn mang cô ta đi, lão đại của chúng ta được cứu rồi. Các ngươi là người của Thương Long Bang, lần trước không chữa bệnh giang mai cho lão nên lần này dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy sao? Em gái à, ngươi cứ việc mỏ hỗn đi, đến lúc đó sẽ cho ngươi biết đung đưa là như thế nào. Đừng đụng vào ta. Ngươi là ai? Chuyện giáp của bọn ta là ngươi đến đây tiễn ngươi về, muốn đóng hỏng à? Cút ra. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Người bị bốn người kia đánh ngất. Tên nhóc này muốn lợi dụng âm mưu quấy rồi người. Quỷ môn thập tam kim lẽ nào là sư tôn làm? Đa tạ ơn cứu mạng của sư tôn. Nếu như không có sự giúp đỡ của sư tôn, vấn hôm nay gặp phải rắc rối to rồi. Đồ ngu, ngươi là muốn được đóng hòm sao? Loại tiểu nhân dùng thủ đoạn không minh bạch. Cũng may là tiểu thư nhà ta nhân hậu, nếu mà là ta thì lập tức xin ngươi nằm đây ta rồi. Ta có lòng tốt cứu tiểu thư nhà ngươi, ngươi bây giờ lại muốn xử thật ta, sự cho rằng là ta thiện nam tín nữ sao? Sở vô đạo, ý của ngươi là bốn người này chính là ngươi giết? Sở vô đạo, muốn lấy được trái tim của ta, sử dụng thủ đoạn này để lừa con nít hả? Ngươi có phải bị ảo tưởng? Chỉ cần là đàn đi ngang qua ngươi đều muốn của ngươi không? Việc ta hủy hôn trước đối với ngươi mà nói là một cú sốc quá lớn. Nếu như ngươi đã muốn cưới Tần Tuyết Giao thì ta có thể giúp ngươi, coi như đó là bì đắp được chứ. Nhưng ngươi phải rõ ràng, giữa ta và ngươi một chút tính khả thi cũng không có. Đừng làm phiền ta nữa. Ngươi yên tâm, đối với loại óc heo như ngươi ta hứng không nổi. Lẽ nào thật sự là hắn cứu ta sao? Đầu không có ấm ấm, tiểu thư người nghĩ cái gì vậy? Loại bé như cây que như hắn, một mình tôi cũng có thể đánh ba thằng. Ngươi không phải bị tên cắn đá đấy dắt đi cảnh theo đấy chứ? Nghĩa phụ, hai tử bất hiếu, ngay cả lần cuối cùng nhìn cũng không nhìn được. Người đừng lo, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Giao muội muội, suốt đời bảo vệ cho cô ấy. Các người là ai? Tại sao đụng đụng đến một phần của cha tôi? Đây chính là ngôi mộ của lão già khốn Tần Thiên Hạo. Đúng rồi đó, đập nó cho để ta xem các ngươi đứa nào dám động vào. Ha 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 ha, vô đạo ca ca, anh đừng chọc vô bọn chúng. Đi thôi, muốn chạy sao? Làm tổn thương người của ta, hôm nay phải cho các ngươi đổ máu. Dám động vào mộ của nghĩa phụ ta, các ngươi một đứa cũng đừng mong sống sót. Đứng ngay ra đó làm gì? Lên giết hắn trước. Tuyết Giao, em đi trước đi. Vô đạo ca ca, em tìm người đến cứu anh. Các ngươi tự quỳ xuống trước mặt ta, cúi đầu lại chín cái, thành tâm sám hối. Ta có thể suy xét cho các ngươi cơ hội miễn khỏi tội chết. Con trai, đừng nghĩ rằng luyện được chút công thì có thể ở đây ra rẻ. Lên, đóng hòm cho nó trước. Ngươi biết bọn ta là ai không? Bái kiến thần vương. Điều tra ra được chưa? Điều tra được rồi. Là Thương Long Bang, bọn họ kết hợp với một số thế lực khác để chiếm đoạt gia sản của Tần gia. Sau đó, sau khi nghĩa phụ của bọn họ từng bước một đàn áp, nhát kiếm đầu tiên mà ta chém xuống Viêm Quốc chính là bắt đầu từ bọn chó Thương Long Bang. Biết bọn ta là ai không? Ta trước giờ không nhớ. Tên của người chết, dám động đến bọn ta, tất cả các ngươi xứng đáng chôn. Chết không có hòm chôn. Cạn ly. Đến đây bang chủ, tôi xin kính ngài một ly. Ăn dưa hấu. Ừm. Bang chủ, nho của em còn ngọt hơn. Ngọt ngọt, thật là ngọt ngào. Đồ hư đốn này, tắm thơm thơm rồi đợi anh nhé. Ngươi chính là bang chủ của Thương Long Bang, Lý Thương Long, ta là. Chuyện gì vậy? Con trai, biết bố là ai không con? Ta là Sở Vô Đạo, Tần Thiên Hạo là nghĩa phụ của ta. Tần Thiên Hạo? Ai vậy? Tần Thiên Hạo là người đứng đầu nhà họ Tần. À, nhớ ra rồi, ta vừa phái Đao Ba đi đập nát mộ của hắn. Làm sao nhanh như vậy đã tìm đến đây rồi à? Cho nên ngươi đến đây làm gì? Tìm ta báo thù sao? Nếu đã tự tìm đường đến tận cửa rồi, vậy tiễn hắn đi cùng với lão già họ Tần nào. Giết người rồi. Cùng nhau lên cắt tiết nó cho ta.
dưới tay ta có mấy trăm anh em, dám động đến ông mày, ông cho mày chết không được đóng hòm. Đi tìm Đao Ba đến đây. Đại ca, vừa nhận được tin, Đao Ba đã chết rồi. Lão hổ, lão hổ, có người đến tìm ta. Ngươi lập tức 500 anh em đến mang đây cả bình ta. Xịt qua đây. Ngươi còn thủ đoạn mang gì ra nữa dùng không? Hết đi, con trai. Thương Long Bang chuẩn bị sắp nhập vào Cửu Long Hội, sắp trở thành nhánh thứ 10 của Cửu Long Hội. Nếu như ngươi biết điều, thì quỳ xuống chắp tay dập đầu ba lại. Dựa vào thân thủ của ngươi, ta có thể quên đi sai lầm này. Hoặc nếu ngươi hiểu chuyện, có thể đi theo ta, đảm bảo cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Ngươi vừa nói Cửu Long Hội phải không? Ngươi vừa nói là Cửu Long Hội đúng không? Làm sao? Rén rồi hả con? Ta chỉ là tò mò. Cái loại suy đồi đạo đức như ngươi làm sao có thể đu bám vào Cửu Long Hội? Thương Long Bang ta ở Trung Châu có người chống lưng, người đó là long đầu của Cửu Long Hội, thân tín của Dạ Hoàng đại nhân, Huyết Lang. Nghe đến bao giờ chưa? Con trai, ngươi nên dập đầu nhận tội đi, nếu không thì ba cho con biết sức mạnh của Cửu Long Hội. Lão Huyết Lang đại nhân đang ở trong địa bàn, còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi mời đến. Huyết Lang đại nhân sắp đến rồi, chờ chết đi, ta sẽ ở đây đợi hắn. Lý Thương Long cúi chào Huyết Lang đại nhân, tôi là Thương Long Bang. Cái gì mà đám chó đám rồng gì chứ, không có lần sau đâu nhé. Cái này là hiếu kính với người hạ. Thấy ngươi biết điều. Con trai, ngươi cũng nhìn thấy rồi chứ, nói đi muốn chọn cái hỏng có họa tiết như thế nào. Ta hy vọng một lát nữa ngươi vẫn sẽ hoang hoang ra rẻ như vậy tiếp. Long đầu, ngươi sao đến đây? Bây giờ ta có thể đi được rồi chứ? Đợi đã, ta vẫn chưa cho ngươi đi. Hỗ sược, Dạ Hoàng, quản cho tốt người của ngươi. Long đầu tôi, không nhận ra chân Long đại giá à? Tội ác đáng phải chết. Hắn là, cho ngươi một cơ hội, giết hắn, sau đó tự chặt đi hai cánh gà để làm lương. Vâng. Huyết Lang đường chủ, tha cho tôi. Đắc tội, ngươi không nên đắc tội rồi. Ta cũng cứu không nổi ngươi. Người đâu? Người đâu? Mau đến đây. Làm sao vậy lão hổ? Người của chúng ta đều bị tiễn đi hết rồi. Rốt cuộc là ai? Ngay cả long đầu của chúng ta đều phải cung kính cúi đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, từ nay về sau, Trung Châu không còn cái tên Thương Long Bang nữa. Bà nội không xong rồi. Mặt của ngươi không bị sẹo nữa sao? Phẫu thuật thẩm mỹ à? Hết rồi. Tuyết Dao, cháu gái ngoan, các thần y thật sự chữa được cho ngươi sao? Bà nội, con muốn cầu cứu người một chuyện. Chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi ở đây tham gia vào yến tiệc của thần vương và tận dụng câu dẫn những nhân vật lớn trong đó. Cái gì cũng được, ngươi hãy giúp Vô Đạo Đạo ca ca. Hôm nay anh ấy cùng đi thăm mộ cha, nhưng có người muốn phá mộ của cha. Bây giờ anh ấy đang đánh nhau với người dám đập phá mộ của đại bá sao? Lẽ nào là người của Thương Long Bang? Vậy thì chúng ta trêu không nổi. Sở Vô Đạo tự tìm rắc rối, nó không liên quan gì đến người khác. Ngươi nhất định có cách, đúng không ạ? Đừng gọi ta là bà nội nữa. Sở Vô Đạo là người ngoài cuộc. Thương Long Bang bọn chúng thế lực hùng mạnh, cả cái Trung Châu này không ai dám gây sự. Ta còn nghe nói bọn họ còn gia nhập vào thế lực ngầm hàng đầu của Viêm Quốc, trở thành nhánh thứ của Cửu Long Hội. Những thứ như này không phải Tần gia chúng ta có thể chơi lại. Bà nội, cái loại nghèo hèn đó, ngươi nên sớm cắt đứt quan hệ sạch sẽ với nó. Thật là phí phạm gương mặt xinh đẹp này. Hôm nay ngươi không được phép ra ngoài, không thì ta đánh gãy chân. Bà nội. Alo Trịnh Thiếu. Vô Đạo ca ca, bị Thương Long Bang tóm rồi. Trịnh gia bọn ta cùng với Thương Long Bang cũng không phải là thân thiết. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu anh ấy, ngươi muốn điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Đúng rồi, nghe nói các thánh y chữa trị cho em. Vết thương của em sao rồi? Đã khỏi hoàn toàn rồi. Thật à? Thật sao? Được, vậy em đợi tin tức của tôi đi. Trịnh Thiếu sao rồi hả? Không sao cả, chính là Tần Tuyết Dao đó nhờ tôi cứu một đồ bỏ đi. Anh đường đường là đại thiếu gia của Trịnh gia, có chuyện gì mà không thế chứ? Tiện tay thôi cũng có thể giải quyết. Cô biết rồi. Gì chứ, lần này là Thương Long Bang đó. Thương Long Bang? Nghe nói Thương Long Bang này muốn kết nạp vào Cửu Long Hội, đó là một gia tộc lớn. Trịnh gia tôi còn không dám chọc vào đó. Anh kệ hắn chứ, nếu tên tiểu tử đó chết rồi, Tần Tuyết Dao còn không phải là bị anh nắm trong tay rồi sao? Nói cũng đúng đó. Bà nội, con xin bà đó. Tuyết Dao, Vô Đạo ca ca, anh không bị thương chứ? Bọn họ có làm gì anh không? Anh không sao. Một kẻ phế vật như cậu
chọc vào Thương Long Bang mà vẫn còn có thể bình yên vô sự. Cao số phết đó. Sao hả? Nghe lời này của lão thái quân như là mong tôi chết ở bên ngoài. Tuyết Giao nhà chúng tôi đã khôi phục dung mạo rồi, việc con bé cần làm chính là trở lại vị trí mít ghen. Còn một tên phế vật như cậu giờ đây không xứng đáng với nó, khôn hồn thì mau chóng cút đi. Hình như các người cũng hiểu sai rồi. Thương Long Bang đã biến mất rồi, bị tôi cho bay mỏ rồi. Ha ha ha. Mẹ nó, là đánh đến ngu rồi hả? Thương Long Bang gió là một băng đảng khổng lồ của Trung Châu đó, Tần gia bọn ta không dám chọc vào, bị ngươi diệt hết rồi. Loại không biết trời cao đất dày, thích khoe mẽ này, bú bóng phình não à? Còn không mau cút ra ngoài, đừng liên lụy đến Tần gia bọn ta. Vô đạo ca ca, nói vớ vẩn gì vậy? Đi nhanh đi. Tuyết Giao, sao hả? Trịnh gia chúng tôi với Thương Long Bang cũng không phải là rất thân quen, chỉ cần ngươi nguyện ý ra mặt cứu anh, ngươi đưa ra điều kiện gì ta đều đáp ứng. Không có gì. Vô đạo ca ca, đợi qua khoảng thời gian này, sau đó chúng ta rời khỏi Trung Châu, được không? Sau này ổn định sống một cuộc sống thật, không cần nghĩ về chuyện của quá khứ nữa, được không? Em đừng lo, anh nói sẽ cưới em làm vợ, hứa cho em vinh hoa phú quý. Đợi đến yến tiệc của thần anh sẽ để em tận mắt chứng kiến tất cả. Đủ rồi, anh có thể nào đừng giả vờ nữa không? 5 năm không gặp, anh sao lại bộ dạng như bây giờ chứ? Anh thực sự nghĩ rằng chọc phải Thương sẽ bình an vô sự sao hả? Nếu không phải vì em đến cầu cứu Trịnh Thu, đáp ứng điều kiện của hắn ta mới được dùng sức mạnh của Trịnh gia cứu anh. Anh có thể nhặt nột mạng trở về đã phải cảm tạ đất trời rồi. Tại sao anh vẫn còn nói dối cơ chứ? Tuyết Giao, em hiểu sai rồi, anh đã để người tiêu diệt Thương Long Bang. Cái gì cũng đừng nói nữa, em đã liên lạc với Trịnh Thu, lập tức phải đi gặp hắn ta. Chuyện sau đó, nếu như anh vẫn ở bên cạnh em, thì chúng ta sống một cuộc sống thật tốt. Nếu như anh không nguyện ý, em cũng không trách anh đâu. Tuyết Giao, chuyện này với Trịnh Thu chả có một chút liên quan gì. Nếu mà em không tin thì ngay bây giờ anh sẽ gọi người của Cửu Long chứng minh tất cả điều này. Gọi Huyết Lang qua đây một chuyến nha. Chuyện đến mức này mà anh vẫn còn nói dối, em thất vọng về anh quá. Em muốn đi đâu? Đừng có đi theo em. Cái tên Sở Vô Đạo này đúng thật là trả ra giống gì, tự mình chọc vào Thương Long Bang, lại còn để vị hôn thê thay hắn giải hòa. Chỉ trách đầu óc của Tần Tuyết Giao bị kẹt cửa, có khuôn mặt khuynh thành như vậy, còn vì cái tên cắn đá phế vật này mà phải cúi người khom lưng. Lúc nãy ngươi nghe thấy nói gì không? Chỉ một cuộc điện thoại lại có thể tìm đến Huyết Lang. Huyết Lang là ai chứ? Thế lực bí ẩn đứng đầu của Đàm Quốc, là đường chủ của Cửu Long, có thể gọi là đến đuổi là đi sao? Cái tên Sở Vô Đạo này vừa thất đức lại còn bất tài, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt ra xem Tần Tuyết Giao bị làm nhục vậy sao? Được thôi, cũng bởi vì ta từ hôn mới làm cô ta gặp tên phải cái bang này, ta đi tìm Trịnh Thu bàn bạc xem sao. Sở Vô Đạo, ngươi cũng phải có chút chi khí đi chứ, đừng có núp vào váy mẹ, để mẹ chùi mông cho nữa. Cút. Người này bị bệnh à? Chúng ta có lòng tốt giúp hắn, không cảm ơn thì thôi đi, mà còn tỏ vẻ nữa. Ta vừa nãy hình như cảm nhận được sắc khí rồi. Một kẻ nhát gan núp váy đàn bà như hắn làm sao có thể phát ra sắc khí được chứ? Tiểu thư, người nhìn kìa, đó không phải là Huyết Lang sao? Ta có thấy qua ở trên báo rồi. Nhân vật máu mặt như vậy sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Long đầu, tôi không nhìn thấy Thần Vương đại nhân. Hả? Ngài ấy đã đi rồi sao? Hả? Vâng, 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 tôi biết rồi. Lẽ nào Sở Vô Đạo nói thật sao? Trùng hợp mà thôi, ngươi nói gì vậy chứ? Tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi. Hướng hành động của Trịnh Thu thế nào? Báo Thần Vương Trịnh Thu đã ở khách sạn đợi Tần tiểu thư rồi. Để mắt tới cho ta, lát nữa ta sẽ đích thân đóng hắn vào quan tài. Em gái này trông quen mắt quá. Đây không phải là Miss Gen của Trung Châu năm đó sao? Tần Tuyết Giao, không phải nói cô bị hủy hoại dung mạo sao lại có thể đẹp trở lại rồi? Cùng anh trai vui vẻ nào. Bỏ tay ra. Tuyết Giao, em không sao chứ? Anh đừng đi theo em nữa. Anh rốt cuộc là có hiểu không hả? Anh ngoài việc ăn nói linh tinh thì ra, không cho em được một chút cảm giác em an toàn rất thất vọng cả về anh. Tuyết Giao muội muội à, chỉ là chơi đùa với cô một chút mà thôi. Vạn lần đừng tưởng là thật nhé. Sao lại quấy rầy đến cả thần Y Tố Vấn chứ? Không dám đắc tội đâu. Là thần Y Tố Vấn đi giúp em thỉnh cầu rồi, em không cần đi gặp Trịnh Thu nữa. Ai cần cô ta lo chuyện bao đồng chứ? Lần này xem như Trịnh Thu mạng lớn. Anh đang nói gì vậy chứ? Không có gì. Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến yến tiệc của thần vương, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Bỏ đi, em lười để ý anh. Cảm ơn nhiều, Trịnh công tử đã vài phần nể mặt Tố Vấn này. Nữ hoa đà tiếng tăm lẫy lừng, đích thân đến tận cửa.
đấy là vinh hạnh của tôi đây mới đúng. Còn nói về Tầm Tuyết Dao thì trước tiên tôi có thể đáp ứng với cô, không cưỡng ép cô ta. Có điều, nếu mà tôi và Tố Gia liên hôn thành công thì chuyện này không bàn đến nữa. Điều này là hiển nhiên. Thiếu gia, Thương Long Bang bị cho bay mỏ rồi, mấy trăm người trong bạn đều chết hết rồi. Cái gì? Tất cả đều bị giết sạch sao? Còn tên tiểu tử Sở Vô Đạo thì sao? Hắn ta vẫn còn sống tốt. Chuyện Thương Long bị cho bay mỏ cùng với Sở Vô Đạo có quan hệ gì chứ? Thần Y Tố vẫn có điều không biết. Tên tiểu tử Sở Vô Đạo này đắc tội với Thương Long Bang, tưởng rằng hắn không sống nổi nữa, vậy nên Tần Tuyết Dao mới đến cầu xin tôi ra mặt cứu giúp. Không ngờ đến Thương Long Bang. Có lẽ nào lời hắn nói đều là thật. Bạch gia chúng ta ở đế đô dù thế nào cũng là môn phái hàng đầu, gia tài nghìn tỷ, trong gia tộc lại có lão quốc sư làm quan triều đình, chỉ là một bữa yến tiệc cũng đáng để lão đại chúng ta từ xa đến một chuyến sao chứ? Huống hồ hắn có tư cách gì chứ? Ngậm mõm lại, thần vương tôn quý, sao con có thể mạo phạm chứ? Thần vương là nhân vật đẳng cấp, vô số người mạnh ở trước mặt ngài ấy đều chỉ có thể cúi đầu không dám lỗ mãng. Con có biết tại sao không? Tại sao ạ? Tại vì thần vương sức mạnh siêu cấp, bất luận là tu hành hay là y thuật đều là vô địch thiên hạ. Lẽ nào tu vi của hắn so với ngũ đại của viêm quốc chúng ta còn lợi hại? Y thuật của hắn có thể vượt qua thánh y tài ba cát huyền cơ. Ngũ đại chiến thần e là bọn họ liên thủ cũng không địch lại được tứ đại lãnh chủ dưới trướng của thần vương, đừng nói gì đến cát huyền cơ. Có điều là thần vương chỉ nhận một đệ tử mà thôi. Thần vương không phải nên từ trên trời hạ phàm xuống chứ? Nhân gian sao lại có con của trời được chứ? Lần này nếu có thể nhìn thấy phong thái của thần cũng xem như chuyến đi xứng đáng. Tố Vấn, Thiển Hiên, cô đến Trung Châu sao không thông báo một tiếng để tôi đi đón cô? Ông nội Bạch, sao ông lại đích thân đến đây Trung Châu gần đây? Hiển nhiên là vì yến tiệc của thần vương. Con bé này thật sự là chuyển mình hoàn toàn, đều bái nhập làm môn đệ của Cát Huyền Cơ rồi, trở thành đệ nhất nữ thần y của Đàm Quốc, không giống như Thiển Hiên nhà ta. Ông nội. Dạ hoàng đại nhân có gì phân phó sao? Hôm nay thần vương không muốn gặp người khác, mời về cho. Làm phiền đại nhân châm trước một chút, lão già này có thể tôi chính là muốn tìm ngài. Ông ấy. Nội là ai mà khiến ông phải khép nép như vậy? Một nhân vật lớn. Thiển Hiên, ta phải rời đi một chuyến, con và Tố Vấn tâm sự với nhau nhé. Tố Vấn à, nếu con đã bái làm đệ tử của thánh y rồi, có được mối quan hệ này với thần con phải thật là trân trọng, nói không chừng sau này Bạch gia chúng ta đều cần nương tựa vào con đó. Thần vương và đi rồi hãng nói. Sao lại là hắn nữa? Sở Vô Đạo, ngươi theo dõi ta à? Theo dõi cô sao? Cô không phải là chúng ta là chuyện tình oan gia đó chứ? Ai làm oan gia với ngươi chứ? Sao nào, Tần Tuyết Dao không để ý đến ngươi nữa, lại muốn đến quấy rầy ta sao? Ngươi còn chạy đến nơi ta sống, ta thật sự chưa gặp ngươi nào mặt dày như ngươi đấy. Tố Vấn, hắn ta là ai? Hắn chính là vị hôn phu mà tôi đã từng từ hôn, đứa con rơi của Sở gia. Sở Vô Đạo, thì ra ngươi là đứa con rơi Sở gia trục xuất đó sao? Ngươi biến mất 5 năm rồi, gần đây lại xuất hiện, chỉ đáng tiếc là ngươi cũng từng có địa vị tôn sùng. Ngươi cũng biết rằng địa vị chênh lệch quá lớn của hai người sẽ không có được kết quả tốt. Dựa vào địa vị của Tố Vấn ngày nay, nếu như ngươi vẫn cứ quấy rầy cô ấy, đối với ngươi cũng không có lợi ích gì. Ta quấy rầy cô ta sao? Đế đô Bạch gia, Bạch Thiển Hiên. Đế đô Bạch gia, Bạch Ngọc Sơn là gì với cô? Ngươi quen biết ông nội ta sao? Đương nhiên, ông ấy không phải nói đến tìm ta sao? Sao lại không cùng cô đến chứ? Gặp ngươi, ngươi điên rồi. Lần này ta theo ông nội đến đây là vì đến dự yến tiệc của thần vương. Ngươi đừng có tự mình chết phân lên mặt nữa. Sở Vô Đạo à, loại người có bù đá cả ngày ảo giác một chút cũng không sửa nổi, rốt cuộc trong lòng ngươi có bao nhiêu sự tự ti vậy chứ? Vẫn luôn thích khoe khoang khoác lác, dùng thân phận của người khác để thổi phồng bản thân. Ngươi có biết rằng điều quan trọng nhất của đàn ông là phải có được khí phách không chịu khuất phục, bất cứ việc gì cũng phải dựa vào bản thân, không nên dựa vào người khác. Khoe khoang không thể làm cho ngươi trở nên tốt đẹp được, bám váy đàn bà cũng chỉ sẽ khiến người khác càng khinh thường ngươi thôi. Bám váy đàn bà, Sở Vô Đạo ta một thân hành sự không cần phải giải thích với cô, giá cả cũng 30 vạn đó, biệt thự Vân Hải, sống ở đây ai cũng có thân phận hiển hách, phú quý cao sang, còn ta là chủ ở đây, có thể tùy tiện ra vào. Nhưng nếu là ngươi ở đây, ngươi không thấy tội lỗi sao? Ngươi đừng có gồng nữa, lẻn vào trong đây chút nữa cũng sẽ bị đuổi ra. Bảo an kiểm tra thật cẩn thận, đừng để những rác thải chưa phân loại vào đây. Ta thấy ngươi tốt nhất mau chóng đi đi, vì loại thân phận này như ngươi vào trong đây, nếu ngươi cứ không biết tốt xấu thì tổn thương chỉ có bản thân ngươi mà thôi. Rác thải hạ không được vào trong, mau cút ra ngoài. Để ta cút. Như này còn muốn đuổi ta cút sao? Đưa một cái chìa khóa, muốn giả vờ giả vịt gì chứ? Không biết rằng biệt thự Vân Hải đều là quẹt thẻ vào phòng hay sao? Trước khi muốn làm màu thì cũng phải tìm hiểu rõ, anh chắc chắn chứ? Thần Y Tố Vấn đều đã lên tiếng rồi,
Nếu như hôm nay ngươi lẻn vào trong, tên của lão tử đây sẽ bị viết ngược lại. Còn không mau cút đi. Tiêu Thiên Sách, anh dám cho ta chìa khóa giả sao hả? Lá gan anh không nhỏ nhỉ. Thần Vương ngươi nhất định có hiểu lầm gì đó. Tôi sẽ gọi ông chủ của biệt thự Vân Hải. DICH thân giải thích. Lời nói khó thuyết phục. Tên quỷ đáng chết này. Đi thôi. Vân Tổng, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Tên tiểu tử này lẻn vào biệt thự Vân Hải chúng ta. May là được tôi bắt lại. Tiểu tử, xem người còn vờ vịt xa đây. Gặp mặt Vân Tổng chúng ta, còn không mau cút thì sẽ khiến ngươi không còn mau lượn đi. Cầm miệng. Vâng. Xin hỏi, ngài là Sở tiên sinh đúng chứ? Là ta. Tôi là chủ tịch hội đồng của tập đoàn Vân Hải, Vân Đại Hải. Không biết, hôm nay ngài đến. Xin ngài thứ lỗi cho tôi. Anh vạn lần đừng. Hắn ta lừa. Tên tiểu chính là muốn lẻn vào biệt thự Vân Hải trộm đồ đó hả? Bảo mày câm miệng vào mà. Đã bảo là câm miệng cho tôi. Anh nhìn rõ cho chiếc tôi. Chìa khóa này chính là chìa khóa của tòa biệt thự tôn quý độc nhất của thiệt thự Vân Hải này. Chìa khóa của Vân Hải Ngọc Cung. Tên cẩu lang khinh thường người, xúc phạm phải khách hàng tôn quý nhất của anh, tôi. Anh bây giờ bị sa thải, mau chóng cút đi cho tôi. Vân Tổng, anh. Tôi nói là anh cút đi mà. Vâng. Vân Đại Hải bái kiến đại nhân. Sao ngươi biết ta là đại nhân? Điều này, người mà được chiến thần Thiên Sách tôn kính như vậy, không phải là đại nhân thì còn là gì? Sau này anh có bất kể vấn đề gì, cứ việc tìm đến tôi, có thể gọi tôi là Tiểu Vân. Vậy xem ra người của Tiêu Thiên Sách, không dám không dám ạ. Đây chỉ là chút năng lực nhỏ bé, nào dám cậy quyền chiến thần Thiên Sách, rất tốt. Sau này anh ở tập đoàn Vân Hải, tất yếu sẽ rất phát triển đấy. Cảm ơn đại thần. Cái gì? Vân Hải Ngọc Cung có người vào ở rồi. Là ai? Không biết nữa, chỉ biết là thân phận rất thần bí. Vân Tổng chúng tôi không tiết lộ. Vân Hải Ngọc Cung, đó không phải là căn biệt thự cao cấp nhất sao? Để trống rất lâu rồi, đột nhiên có người vào ở. Lẽ nào, cũng là vì yến tiệc của thần vương mà đến? Mau đi trải chốt trang điểm đi. Chúng ta đi Vân Hải Ngọc Cung. Ông nội, chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp thế ạ? Thần vương đại nhân, thần long có tiếng không thấy mặt. Chuyến đi này của lão hủ, cuối cùng cũng không phải vô nghĩa rồi. Thần vương. Vâng, con sẽ đi chuẩn bị liền. Tôi cũng đi. Bẩm thần vương, lúc đầu với cùng nhau ra thế của Tần gia, tại hạ đã điều tra rõ ràng rồi, hiện tại nên làm sao đây ạ? Bọn họ lúc đầu đối phó với cha nuôi ta thế nào? Mau chóng diệt sạch hết sao? Vậy ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Thuộc hạ lập tức đi an bài. Dạ hoàng, ngươi không nói với hắn ta tiếp khách sao hả? Là thuộc hạ sơ suất rồi. Bỏ đi. Đế đô Bạch gia, cầu kiến thần vương. Người phụ nữ chết tiệt này sao cũng đến vậy chứ? Lão hủ bảo gan muốn với thần vương có một hôn sự. Đây là tôn nữ của lão hủ Bạch Thiển Hiên, hy vọng thần vương để mắt tới đế đô Bạch gia ta. Sau này thần vương tùy tiện sai bảo. Ông nội, thần vương có thể để ý đến con không chứ? Ngoại trừ tổ tôn Bạch gia, chủ nhân nhà tôi không muốn gặp bất kể người nào cả. Dạ hoàng đại nhân. Thần vương đại nhân, tố vấn này xin rời khỏi. Hôn sự thì bỏ đi, ta đã có người mình chọn rồi. Có chuyện gì? Để ngày khác nói sau. Ông nội, hay là chúng ta đi thôi. Nếu thần vương đã không có ý muốn liên hôn, chúng ta cũng không cần phải làm phiền nữa. Bằng không sẽ gây phiền đến ngài ấy. Chúng ta được ít mất nhiều mà. Ông nội, chỉ là không can tâm. Bạch gia ta là đều thuộc những gia thế siêu việt của cả đàm quốc này. Rốt cục là người phụ nữ nào có thể được thần vương nhìn chúng chứ? Trước khi thần vương vẫn chưa đính hôn, Bạch gia sẽ không từ bỏ đâu. Lão hủ cáo từ. Những chuyện từ hôn cầu hôn này phiền phức chết được, về sau từ chối hết cho vâng. Tuyết Giao, sao thế anh vô đạo à? Anh mau đến Tần gia. Trịnh gia rót người vào tập đoàn Tần thị. Bà nội em muốn liên hôn với Trịnh gia. Dạ hoàng, lấy tư cách của tập đoàn tài chính Hắc Kim chuyển đến cho Tần gia 100 tỷ đơn hàng và 3 tỷ tiền cọc. Đây là thẻ đen của tài chính Hắc Kim. Vâng, mau đi đi. Nào lão thái quân, Trịnh thiếu đúng là một cây bút lớn. Chuyện liên hôn này ngày hôm nay chính thức tổ chức. Tôi nghe nói Tuyết Giao muội muội đã hồi phục dung mạo rồi, cố ý đến xem sau này chúng ta cũng đều là người một nhà. Tuyết Giao đâu, sao vẫn chưa ra đây? Đừng để Trịnh thiếu chờ lâu. Bà nội, con không gả đâu, con xin bà đấy hay để con rời khỏi Tần gia đi. Mày là đồ bất hiếu,
Hiện giờ Tần gia đang rất bấp bênh, chỉ có kết thân với Trịnh gia mới có thể bảo vệ gia nghiệp mà cha con để lại. Sinh ra ở trong một gia thế chúng ta, hôn nhân đại sự không phải chuyện trẻ con. Ngươi muốn tức chết ta hả? Nào, lão thái quân, đừng tức giận mà. Tuyết Giao muội muội tuổi tác vẫn còn nhỏ. Đợi sau khi hai chúng ta thành hôn, tôi giúp bà chăm sóc dạy bảo thật tốt vài năm. Cô ấy tự nhiên sẽ hiểu được dụng tâm của bà. Tuyết Giao muội muội, sau này anh chính vị hôn phu của rồi. Cô phải đừng đụng vào tôi, tập đoàn tài chính Hắc Kỳ Tân gia chuyển đến hàng trăm tỷ đơn hàng. Tập đoàn Hắc Kim ở trên bảng xếp hạng toàn thế giới đứng vị trí đầu tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có đúng không? Hoàn toàn đúng. Ông chủ, chuyện này là thật. Theo lệnh của chủ nhân nhà tôi, đặc biệt đến đây để kết giao với Tần gia. Trịnh gia rót vốn 1 tỷ. Rót chất thải à? Không phải. Dựa vào gì chứ? Chỉ cần dựa vào tập đoàn Hắc Kim chúng tôi, nắm giữ hàng tỷ tài sản, hùng mạnh như một đế chế. Mà Trịnh gia các người, bất quá chỉ là một tiểu thương nhỏ ở Trung Châu mà thôi. Tôi thừa nhận, tập đoàn Hắc Kim rất lợi hại. Nhưng đây là Trung Châu, là địa bàn của ông đây. Chưa nghe câu rồng lớn về quê cũng có rồi địa phương à? Tôi nói cho ông biết, ở đây rồng cũng phải cuộn mình lại, hồ cũng thành Hello Kitty thôi. Vậy sao? Chủ nhân nhà ta bảo ta gửi thông cho vũ trụ, sau này lại có ý xấu với Tần tiểu thư thì ngươi sẽ được xiên rất đẹp mắt. Ngươi đứng sau là ai? Ngươi vẫn chưa đủ tư cách biết được. Chúng ta đi. Trịnh thiếu, tập đoàn Hắc Kim này là một nhân vật khổng lồ, Tần gia chúng tôi không dám trêu, hay là hôn sự này. Bà bớt diễn đi, chẳng qua chỉ là dựa vào thế mạnh thôi sao? Bây giờ liền muốn ném ông đây đi à? Trịnh thiếu nặng lời rồi, chúng tôi cũng chỉ dựa theo lời mời của cậu đi tham dự yến hội thần vương thôi. Tôi nói cho bà biết, Tần Tuyết Giao, ông đây nhắm lời tôi, nó không ai có thể cản được. Vậy sao? Vô đạo ca ca, Tần Tuyết Giao, nếu cô không muốn để Sở Vô Đạo chết không có đất chôn thì ngoan ngoãn ở yên đó cho tôi, để ta chết không nơi chôn. Xem ra ngươi cũng rất tự tin đấy. Ta chứ. Nói ngươi Sở Vô Đạo này, ngươi ngoại trừ có chút manh khóe đóng phim ra thì còn có gì nữa chứ? Tần gia họ bị tập đoàn Hắc Kim nhìn chúng thì làm sao chứ? Trịnh gia ta mới là người tổ chức bữa tiệc. Luận về địa vị thì ai có thể lợi hại hơn chiến thần trong truyền thuyết? Quả thực đọ không lại. Từ giờ trở đi, tước đoạt tư cách của Tần gia. Ha ha ha, một số người từ sáng đến tối đập đá ngáo quyền lực. Azo làm sao biết được bọn ta được tập đoàn Hắc Kim nhìn chúng? Nhanh như vậy đã đánh hơi được rồi à? Chuẩn bị làm chó nghiệp vụ rồi. Ngươi xứng sao? Ha 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 ha. Này, nghe thấy gì không? Hắn nói muốn tước bỏ tư cách của Trịnh gia chúng tôi. Ôi, ta sợ quá cơ. Gia chủ Trịnh gia đến. Ông nội, súc sinh, Trịnh gia đều bị mày hại thảm rồi. Ông nội con, đừng gọi tao ông nội. Tao không có đứa cháu hãm hại ông nội như mày. Tao đã sớm nói với mày rồi, sinh hoạt cá nhân nên kiềm chế một chút. Danh tiếng của Trịnh gia chúng ta đều bị mày phá hoại hết rồi. Bây giờ thì hay rồi, chọc giận thiên sát chiến thần, tư cách của yến hội thần vương đều tan theo mây khói rồi. Làm sao có thể như vậy được? Thư mời dự tiệc của thần vương hết rồi, các người không ngại mà còn muốn lấy thư mời sao? Tôi thấy các người ở đây đại gia đình như bãi rác thành phố vậy. Hứ, từ khi chúng tôi dính líu đến Tần gia các người, vận mệnh chúng tôi đều bị thối theo. Còn có mày nữa, thằng cháu này sẽ có một ngày chết ở trên cơ thể đàn bà thôi. Chỉ là con Tần gia thấp kém mà làm mày mê muội thành như vậy rồi à? Sao dám chọc giận thiên sát chiến thần chứ? Ngay cả tư cách tổ chức yến tiệc thần vương chúng ta cũng không còn rồi. Ông nội, mày cái đồ hãm tài, còn không mau về nhà cho tao. Không phải ông nội, ông nội hãy nghe con nhẹ nhẹ thôi. Ô ô, chuyện này làm sao để tốt lên đây? Đó là yến tiệc thần vương, tất cả là lỗi của em, hại Trịnh gia bây giờ hủy bỏ tư cách, lại còn liên lụy Tần gia chúng ta. Cùng nhau xui xẻo. Chúng ta không phải bị tập đoàn Hắc Kim nhìn chúng rồi sao? Tham gia yến tiệc thần vương hay quan không? Trọng đến vậy sao? Em hiểu cái gì chứ? Bữa tiệc của thần vương có thể khiến bước lên một tầng cao mới bùng nổ với xã hội, từ đó có núi lớn chống lưng, sẽ không còn sợ các gia tộc đàn áp nữa. Vẫn là Tần Phong hiểu chuyện, không giống như mày đồ sao chổi. Mau chóng về phòng cho tao, tôi một cú điện thoại thì có thể làm bị tước bỏ tư cách. Ngược lại, các người có mắt như mù,
chỉ có thể âm thầm tức giận. Đổ tội lên người Tuyết Dao. Sở Vô Đạo, ngươi đừng có tự đội rác lên đầu nữa. Trịnh Lập Sơn đã nói rồi, là vì hành động chọc giận Thiên Sát Chiến Thần của Trịnh Thiếu. Ngươi bất quá chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, giả làm sói đầu đàn cái gì chứ. Sở Vô Đạo, ta có thể đáp ứng hôn sự giữa ngươi và Tuyết Dao. Lão Thái Quân vạn phần không thể được. Câm miệng, Sở Vô Đạo. Muốn cưới Tuyết Dao nhà ta, có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng với ta. Một điều kiện. Gia đình bọn ta luôn muốn tiến quân vào ngành y dược. Bây giờ có tập đoàn Hắc Kim rót nửa số vốn, mọi việc đã hoàn thành được một nửa. Vậy nửa còn lại phải xem ngươi rồi. Lão Thái Quân mới nói, năm đó con trai ta Thiên Hạo lúc còn sống khởi nghiệp với nghề y, niềm tự hào của nó luôn là dược phẩm thiên nhất, nhưng lại bị ngân hàng Trung Châu chiếm lấy. Ngươi nếu như có thể trong tay ngân hàng Trung Châu cướp lại thiên nhất dược phẩm trở về, ta sẽ đồng ý hôn sự của các ngươi. Được. Một lời đã định. Lão Thái Quân, ngươi phái đồ phế vật này đi tranh đấu với ngân hàng Trung Châu, cái này không phải tiễn hắn chơi với Diêm Vương sao? Bà nội, tập đoàn Trung Châu được thành chủ phủ chống lưng, ngay cả tập đoàn Vân Hải là sản nghiệp của bọn họ, ngay cả Trịnh gia còn không dám chọc đến bọn họ. Ngươi muốn Vô Đạo ca ca đi, anh ấy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bà nội, bà nội đừng mà, Tuyết Dao, Vô Đạo ca ca đó là phủ thành chủ. Nếu như anh của lấy thân phận là thiếu gia Sở gia, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng mà anh của hiện tại không thể. Tuyết Dao yên tâm đi, anh không sao, em ở đây đợi anh quay về. Vô Đạo ca ca, người đâu, nhốt nó lại cho ta, không có sự đồng ý của ta không cho phép nó được ra ngoài. Bà nội. Lão Thái Quân thật sự là gừng già sâu cay, lợi dụng thành chủ phủ để giải quyết Sở Vô Đạo phiền phức. Đỉnh, đỉnh cao. Đó là hắn tự hứa, sống chết không liên quan gì đến ta. Xin chào, ngươi chính là người phụ trách ngân hàng Trung Châu đúng chứ? Ngươi là ai? Ta nghe nói ngân hàng Trung Châu các ngươi dùng những thủ đoạn bẩn thỉu lừa lọc để nuốt chửng dược phẩm thiên nhất, có chuyện đó sao? Ha ha ha, thằng ngu này hài vui lắm. Ngân hàng Trung Châu ta nuốt chửng tài sản của Tần gia, vậy đó là ta đánh giá cao bọn họ, làm sao thích được nổi bật à? Hay là ta trả lại nhé? Được chứ, vậy ngươi trả đi. Bé con, có nghe hiểu tiếng người không? Hay là Mã tổng, tôi là Tần Tuyết Dao của Tần gia, dược phẩm thiên nhất chúng tôi không cần nữa, cầu xin ông tha cho anh ấy. Tuyết Dao, em sao đến được em đây? Em trèo lỗ chó chui ra, đây không phải là lúc nói những điều này. Mã tổng, ông hãy xem như chúng tôi chưa đến đây đi. Tôi lập tức lôi anh ấy đứng lại, xem chỗ ta là nhà xí công cộng à? Đến tiểu không dội nước rồi bỏ đi sao? Mã tổng, ông muốn gì? Chỉ cần tôi có thể làm, tôi đều đáp ứng ông. Em chính là hoa hậu Trung Châu, đúng chứ? Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là mê người. Hứ, muốn mang hắn đi, nói dễ nghe một chút. Chỉ cần em, Tần tiểu thư, hy sinh một chút. Hy sinh cái gì, mọi người đều hiểu. Chỉ cần Tần tiểu thư tối nay lắc lư với anh một đêm, anh sẽ coi như mọi chưa từng xảy ra. Mẹ mày muốn đóng hỏng. Người đâu? Tuyết Dao, em đi trước đi. Không, chúng ta cùng nhau đi, chúng tôi không cần dược phẩm thiên nhất nữa. Vô Đạo ca ca, anh đừng bốc đồng nữa. Ừm, tiểu tử, đứa đầu tiên dám dùng súng chĩa vào đầu tao là mày. Nhanh thôi, mày sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tao sẽ bẻ gãy tứ chi của mày, để mày nằm bò dưới đất, tận mắt nhìn Trần Tuyết Dao bị tao chơi như thế nào. Người đâu, đến trói cô ta lại cho ta. Tao cho mày 3 giây. Thả người. Làm sao? Mày vẫn còn muốn bắn tao? Mày dùng qua súng chưa? Mày dám sao? Người đâu, giữ hắn lại. Còn không thả người, tao bắn cho lòi mạng. Tiểu tử, có dũng khí đấy. Để cô ta đi. Còn không mau đi, đi đi. Đi. Tiểu tử, mày hôm nay trốn không nổi rồi. Các người là ai, làm gì đấy? Em gái Tuyết Dao, đã lâu không gặp. Trình Thu, ngươi muốn làm gì? Một lát nữa thì cô sẽ biết, lái xe nhanh lên. Làm sao hả? Biết sếp tao là ai không? Vân Đại Hải. Đừng nói đó là mày, mà cả nhà họ Tần. Hắn mà muốn thu dọn thì tất cả đều về với cát bụi. Vân Đại Hải, chủ tịch tập đoàn Vân Đại Hải. Sao? Rén rồi thì nói đi cưng. Bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi tao, rồi đích thân mang con tiện nhân kia tặng lên giường cho tao. Có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Tiểu tử, chết chắc rồi. Không chỉ là mày,
mà Tần gia cũng chôn cùng, gọi điện thoại cho tao, kêu người đến. Muốn gọi à? Gọi đi. Ta hôm nay sẽ ở đây đợi, được. Đợi đấy cho tao. Alo, mau đến đây. Lại dám thách thức thế lực của thành chủ phủ bọn ta, hôm nay tao xem mày là cái thá gì. Ừm. Vân Tổng, chính là tên tiểu tử này. Chính là tên tiểu tử này gặp Tần Tổng rồi còn không quỳ xuống, vị này ngay cả thiên sát còn phải tôn trọng không dám khiêu chiến, vậy mà ngươi dám ngang ngược sao? Vân Đại Hải, sản nghiệp của ngươi nhiều quá nhỉ, tay duỗi ra cũng dài đấy, xem ra chống lưng của ngươi chắc cũng lớn. Nhỏ thôi ạ, không tôi dám. Cũng chỉ vì thành chủ mà làm việc. Thành chủ? Hắn ở đâu? Thành chủ bệnh nặng, Tô Vấn Thần Y đang chữa trị cho hắn. Đưa ta đi xem, không chừng ta có thể cứu hắn. Điều này sợ là... Làm sao, không tin à? Không, chỉ cần có thể cứu thành chủ. Điều kiện gì, tôi cũng có thể đáp ứng, đây là do người nói đó. Người này là Mã Tổng đúng không? Lúc nãy vừa nói muốn cắt đứt tứ chi của ta. Ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Vâng. Cút qua đây cho ta. Loại mắt mù. Ngươi làm mất mặt, thành chủ. Làm nhiều điều bẩn, người đâu, phê tứ chi của hắn. Vân Tổng, tên tiểu tử này, người đâu? Cút khỏi đây cho ta. Đại nhân, mời đi cùng tôi, mời. Thành chủ phu nhân, đây là thuốc ta vừa đun, bà đút cho ông ấy ăn là được. Nếu ngươi muốn ông ta sống thì đừng uống bát thuốc này. Sở Vô Đạo, ngươi sao lại ở đây, còn dám chê y thuật của ta, ngươi có đủ tư cách sao? Phu nhân, thuốc này không sao cả. Bà yên tâm. Vân Đại Hải, đây chính là thần y ngươi mời đến, đưa hắn 3.000 rồi đuổi đi. Phu nhân tôi, ta đến đây xem bệnh cho thành chủ. Không cần đâu, ngươi cầm tiền rồi cút đi, coi như phí đi lại. Mất ngươi công. Đến đây lấy tiền và rời đi đi, đừng nghĩ ở đây huyện hoang lừa gạt, cũng không thèm xem đây là đâu. Ta nói rồi, ta có thể chữa khỏi. Ngươi có gì chắc chắn? Nếu ta nói chắc 100%, có quá huyện hoang không nhỉ? 80 vậy. Ngu dốt kiêu căng, ngươi trẻ tuổi, khẩu khí cũng thật lớn. Ngươi có biết bọn ta gặp bao nhiêu thần y, nhưng đại đa số đều không tìm ra được nguyên nhân. Lẽ nào ngươi muốn nói y thuật còn cao minh hơn Tố Vẫn Thần Y? Chỉ dựa vào cô ta không xứng xách dép cho ta. Ngươi bốc phét nhanh đấy. Ta hỏi ngươi, ngươi bái sư là ai? Không có bái sư, ta vốn dĩ là thầy. Hứ, lại nổ nữa. Vân Đại Hải, còn không mau đuổi ra ngoài. Đại nhân, hay là người lui xuống trước. Thành chủ đại nhân các ngươi sống không nổi 3 phút. Ngươi dám chủ chồng ta? Người đâu? Có, lôi ra ngoài. Thành chủ phu nhân đúng chứ? Bệnh đau đầu nhiều năm của đã bà đi xem rất nhiều đại phu, sao vẫn chưa có người có thể chữa khỏi? Ngươi làm sao biết ta đau đầu nhiều năm? Ta từ trước đến giờ chưa từng nói cho ai biết. Nếu bà không tin, ta có thể chữa bệnh cho bà trước. Ngươi thật sự có thể chữa? Phu nhân, hắn là tên đập đá xây pha. Sở Vô Đạo, đừng nghĩ ngươi đoán mò đúng thì cho đó là hay. Sư phụ ta sắp đến rồi, ta xem đến lúc đó ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Hắn đến thì càng tốt, ta lại muốn xem hắn sao lại dạy ra được cái loại óc chó như ngươi. Ngươi, thanh y, Cát Huyền Cơ đến. Sư, Cát thần y, người cuối cùng cũng đến rồi, mau xem cho thành chủ. Không dám, không dám. Sư phụ, con đã bốc thuốc cho thành chủ rồi, hoàn toàn không còn nghiêm trọng. Vậy sao? Mạng của hắn còn 2 phút. Sở Vô Đạo, trước mặt sư phụ của ta, ngươi còn dám to mồm, ngươi có tin ta đấm ngươi không? Câm miệng. Bà bây giờ có 2 sự lựa chọn. Một là để ta chữa, hai là chờ hốt xác. Cát Huyền Cơ, người đến chữa đi, ta chỉ tin người. Đúng đó, sư phụ của ta ở đây. Còn đến lượt ngươi sao? Muốn chữa cũng phải là sư phụ ta. Cát Huyền Cơ, ngươi thật sự là nhận một đệ tử tốt, hay là ngươi chữa đi. Bệnh của thành chủ, lão phu không có cách chữa trị. Cát thần y, ngươi là không muốn điều trị sao? Hắn không phải là không muốn, mà là không dám múa rìu qua mắt thợ. Ta nói rồi, có thể chữa khỏi cơn đau đầu của bà, thử đi rồi biết. Sư phụ, thằng nhãi này quá khoác lác rồi. Người đâu, ném hắn ra ngoài cho ta. Cát Huyền Cơ, hay là ngươi nói xem ai mới nên bị ném đi? Ngươi cút ra ngoài. Sư phụ, đúng, lấy châm ra đây. Được rồi, bệnh đau đầu hơn 10 năm, đâm một cái đã biến mất rồi. Giúp ta. Thần y, làm phiền người, cứu chồng của tôi. Sư, người công đức như Phật, cứu thành chủ đi. Ta
ta tự nguyện đến đây là muốn chữa bệnh cho chồng bà, nhưng bà lại coi ta như phế vật, coi thường ta, bây giờ lại muốn để ta ra tay, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ cần người có thể chữa khỏi, người đề xuất ra yêu cầu gì tôi đều đáp ứng. Cát Huyền Cơ, hôm nay lại mở lớp dạy ngươi, nhớ cho kỹ, người ngành y không dễ bị khinh rẻ. Muốn ta cứu hắn cũng được. Bà quỳ xuống bưng trà, nhận tội với ta. Cái gì? Ngươi bắt ta quỳ xuống? Ta có thể cho ngươi 1.000 vạn, chỉ cần ngươi chữa khỏi. Không quỳ. Vậy tự chấp nhận số phận đi. Quỳ quỳ. Dâng trà. Tôi nhận tội với người, xin thần y đừng chỉ trích. Tiểu tử, nếu ngươi chữa không được, ta nhất định bắt ngươi trả giá đắt. Thành chủ, các ngươi bị hạ độc, lấy chất độc ra khỏi là được. Hạ độc sao? Độc gì? Một loại độc kỳ lạ ở thế giới ngầm, tên là u ảnh. U ảnh. Loại độc này không màu không mùi, nghe nói có cả 100 loại dược liệu tạo thành mà rất khó để giải chúng. Điều này rõ ràng là nhắm vô thành chủ, đưa ông ta vào cõi chết. Vân Đại Hải đi điều tra, nhất định phải kiếm ra được tên nó. Vâng phu nhân. Cái này lẽ nào là 18 thiên kim may mắn, nghe nói có thể phá đảo thế giới ảo, giải độc cực mạnh, cải tử hoàn sinh. Cải tử hoàn sinh. Không sai, xem ra ngươi vẫn coi như có chút kiến thức. Độc đã được giải, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Độc đã lấy ra, còn lại phụ thuộc vào ngươi. Vâng. Đa tạ ơn cứu mạng của thần y. Tôi khỏe rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta chỉ cần ngươi trả lại dược phẩm thiên nhất lại cho tần gia thôi. Phu nhân nghe thấy rồi chứ? Mau chóng đi sắp xếp. Được được, tôi đi liền. Thần vương, Tuyết Giao tiểu thư bị Trịnh Thu bắt đi rồi, ở khách sạn Vân Hải. Cái gì? Buông ra. Làm tốt lắm, đi nhận thưởng đi. Quả thật là Mít Gờ Gen của Trung Châu. Thay vì chiếm lợi từ một tên phế vật như Sở Vô Đạo, thì chi bằng chiếm lợi từ anh đây. Trịnh Thu, ngươi đừng qua đây. Em càng phản kháng anh đây càng có phê. Ngươi đừng có mà đến đây. Bình thường em không phải lạnh lùng lắm sao? Đối với anh lúc nào cũng lạnh nhạt. Anh nói cho em biết, ông đây so với Sở Vô Đạo đó có chỗ nào tệ hơn đâu. Bỏ chứ. Bỏ ta ra. Ngoan ngoan nghe lời. Hai đi. Nhà chúng ta liên hôn, đợi anh chơi mệt em rồi thì sẽ nuốt luôn cả tần gia, hiển nhiên sẽ bỏ qua cho em. Nhưng em nhiều lần không biết tốt xấu. Tần Tuyết Giao có phải là ở bên trong không? Chết tiệt, tên tiểu tử nhà muốn mày tìm cái chết sao? Vô Đạo ca ca nếu mà biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tên đàn ông đó, hắn ta ở trước mặt lão tử mà dám. Muốn chết à? Muốn chết là mày đó. Mẹ kiếp, có biết anh rể tao là ai không hả? Anh rể ngươi sao? Trấn Nam Hầu, Lâm Lôi. Sao nào, sợ rồi hả? Ta chỉ là tò mò chút. Chỉ là một Trấn Nam Hầu còn con mà thôi, lại có thể khiến ngươi phách lối như vậy chứ? Cái loại quê mùa nhà mày, từng gặp qua đại nhân vật nào chưa? Tưởng rằng còn có chút bản lĩnh mới dám khoe mẽ là anh hùng chứ? Người đâu, mau vào đây cho lão tử ta. Người sao? Ngươi là nói mấy tên bên ngoài kia sao? Bẩm đại nhân, tất cả đã được xử lý xong xuôi. Các ngươi đưa Tuyết Giao về trước đi. Chăm sóc thật tốt. Vâng. Nghe rõ mệnh lệnh của ta, tức khắc diệt sạch Trịnh gia. Tuân lệnh. Tập đoàn tài chính Hắc Kim. Mày thế mà lại có thể dựa vào tập đoàn tài chính Hắc Kim sao? Sở Vô Đạo, mày tưởng có chống lưng là tập đoàn thì giỏi lắm à? Thì có thể tùy tiện hành động mẹ sao? Mẹ kiếp, còn muốn diệt Trịnh gia tao, mày nghĩ mày là ai chứ? Mày có tin là ông đây chỉ cần gọi một cuộc thì cho có mày thể vào máy say không? Tôi đã thông báo cho Trấn Nam Hầu rồi, người của ngài ấy sẽ đến ngay lập tức. Nghe thấy chưa hả? Người của anh rể tao sẽ đến ngay lập tức. Mẹ kiếp, đợi chết đi. Được thôi, hôm nay ta sẽ ở đây đợi hắn ta. Chính là tên đó. Ngươi chính là Sở Vô Đạo. Đúng thế, có chuyện gì? Xâm nhập trái phép nơi riêng tư của người khác, hành hung giết người, tội ác tày trời. Bây giờ muốn bắt ngươi về quỷ, ta ra lệnh cho ngươi quỳ xuống, hai tay ôm đầu, nếu như dám phản kháng bắn chết ngay. Sao thế, sợ à? Sợ sao? Lâm Lôi sao còn chưa tới, lát nữa ta còn phải tìm hắn một chuyến. Tên của Trấn Nam Hầu mà mày cũng dám gọi bừa hay sao? Không muốn sống nữa à? Theo như ta biết được, đội trị an của ngươi là lệ thuộc vào thành chủ phủ, đúng chứ? Sao đấy, từ khi nào mà lại trở thành con chó Trấn của Nam Lâm Hầu vậy? Một tay che trời, thành chủ phủ chẳng qua chỉ là vật trang trí, không nghe thôi. Lời thì để hắn chết đi.
trái lại là ngươi, chết đến nơi rồi mà còn ngông vậy sao? Dám cướp súng của người thực thi pháp luật, biết cái gì là vương pháp không hả? Vương pháp, một con chó nhà ngươi cũng xứng để nói vương pháp với ta sao? Quỳ xuống, ngươi dám động vào ta, giết ta, ngươi cũng sẽ phải đền mạng của ta, được vạn người sùng kính, ngươi cũng xứng để so với ta sao? Lập tức gọi điện thoại, kêu Lâm Lôi đến đây cho ta. Trấn Nam Hầu đang mở tiệc mời một đại nhân vật đến từ đế đô. Ngài ấy không đến đâu. Vậy sao? Vậy ta phải đích thân đi gặp hắn thôi. Hôm nay là ta muốn nhìn xem Lâm Lôi hắn ta rốt cục có tài cán gì mà dám dung túng cho Trịnh gia ta quái. Chết tiệt, mày có phải bị điên rồi không? Thật sự động đến anh rể tao, 10 cái mạng của mày cũng không đủ chết đâu. Mày thật sự tưởng rằng giữa tập đoàn tài Hắc Kim thì mày sẽ có thể tùy tiện hành động sao hả? Trịnh gia sắp bị tiêu diệt rồi, còn ngươi cũng sắp thành một người chết rồi đó. Lâm Lôi hắn, nếu thừa dịp nước đục lần này, ta sẽ khiến hắn ta chết chìm trong nước. Tiểu tử này, hình như mày không biết rằng anh rể tao rất lợi hại nhỉ. Mở mắt ra nhìn cả Trung Châu này, ai mà không biết hắn là bá chủ, và lại đằng sau hắn còn có đại nhân vật chống lưng, sợ là sẽ không bao lâu nữa thì đến cả địa vị của Thiên Sát Chiến Thần cũng sẽ sớm đổi chủ mà thôi. Vậy sao, Lâm Lôi lợi hại như vậy sao? Sợ rồi phải không? Chuyện đến nước này rồi thì tao cũng không giấu mày nữa. Nói thật với mày, đến cả năm đó vì muốn thôn tính Tần gia mà gia chủ của Tần gia bị ép chết, Tần Thiên Hạo, đó đều là người của anh rể tao. Ngươi nói gì chứ? Sao hả? Chưa nghe rõ phải không? Được, để tao nói lại lần nữa cho mày nghe rõ vào cho tao. Tao nói cho mày biết, không chỉ là Thương Long Bang mà năm đó tứ đại gia tộc liên thủ lại là đều nghe theo sự chỉ đạo của bọn tao đấy. Được, được lắm. Ngươi nói Lâm Lôi đang mở tiệc đúng chứ? Vậy ta sẽ tặng cho hắn thêm một món quà. Mày dám phế hai chân tao? Đâu chỉ là hai cái chân ngươi này mà không giữ cho phía bên dưới, em trai nhỏ của ngươi cũng bị phế. Tiêu Thiên Sát, qua đây thanh lý hậu môn. Bẩm thần vương, Trịnh gia đã bị diệt sạch. Rất tốt. Mà phải rồi, đừng có gọi ta. Nếu là người đều biết thân phận của ta, có một số việc rất khó xử lý được. Tuân lệnh. Thu dọn tàn cuộc, đi cùng ta đến phủ trấn Nam Hầu. Vâng. Đường đường là thủ lĩnh của Cửu Long hội, Dạ Hoàng, sao lại đối với tên thanh niên kia lại cung kính như vậy chứ? Lẽ nào anh ta là ông nội? Ông nói cái tên Sở Vô Đạo đó không thể suy đoán bừa bãi được, ta đi tìm cách xác minh một chút. Lẽ nào mắt mình thật sự nhìn nhầm rồi sao? Bạch tiểu thư, lâu rồi không gặp. Sở Cuồng Ca, đường đường là thái tử gia của đế đô Sở gia, anh không chịu ở lại đế đô của anh, đến Trung Châu của chúng tôi một nơi như này làm gì vậy chứ? Mục đích của tôi với cô hiển nhiên là giống nhau rồi, anh cũng là vì yến tiệc của thần vương. Đó là lẽ đương nhiên. Hôm nay Trấn Hầu Phủ, Lâm Lôi đặc biệt mở tiệc mời tôi đến, đúng lúc tôi đang thiếu kép đi chung. Hay là cô đi với tôi? Sở Cuồng Ca, Sở gia các anh cũng thật dã tâm đó, một mặt muốn liên kết với Bạch gia chúng tôi, sau đó bước từng bước vào Đàm Quốc, âm mưu đằng sau còn ác độc hơn nữa. Chỉ tiếc là anh tính toán sai hết cả rồi. Lúc đầu chỉ vì căn nhà đó mà các anh chiếm đoạt đi huyết mạch của Sở Vô Đạo, không tiếc huynh đệ tương tàn, ép chết cha mẹ hắn ta, khiến cho hắn ta thành đứa con rơi. Về chuyện này, đế đô có rất nhiều tai mắt để ý đến, nhưng đều chỉ trơ mắt mà thôi. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc. Cái tên phế vật Sở Vô Đạo đó, hắn ta chính là đáng chết. Hắn chả có một chút giá trị lợi dụng nào cả. Còn tôi, luôn mang huyết mạch cao quý vô địch, sau này tôi cũng sẽ là vô địch mà thôi. Bạch tiểu thư sau này nói chuyện, chú ý chút đấy nhé, sau này Bạch gia các ngươi cũng phải ở trước mặt tôi, quỳ rạp dưới chân tôi. Vậy sao? Theo như tôi thấy, Sở Vô Đạo cũng không hẳn là phế vật đâu. Bái kiến, Trấn Nam Hầu, miễn lễ. Không biết hầu gia hôm nay mời đến là vị đại nhân vật nào vậy? Vị đại nhân này đến từ đế đô Sở gia, là người thừa kế duy nhất của Sở gia. Sở Cuồng Ca, lần này mời tứ đại gia tộc đến đây người, cũng là muốn để các ngươi hiểu biết một chút đằng sau Trấn Nam Hầu ta. Người chống lưng thật sự, thế mà lại là Sở công tử. Nghe sao? Nói ngày ấy trong người chảy huyết mạch cao quý, đáng quý biết bao đó. Đúng vậy, chính là vị con rồng cháu tiên đó. Những năm gần đây, ta kêu các ngươi đàn áp Tần gia, ép chết Tần Thiên Hào, đó đều là do Sở gia an bài đó. Tôi nhớ rằng Sở gia có một đứa con rơi, lúc đầu khi còn phiêu bạc Trung Châu, đều là Tần Thiên Hạo bảo vệ hắn ta. Chắc hẳn
đã đắc tội với Sở gia, vậy nên mới bị nhắm vào như vậy. Sở vô đạo. Chỉ là thằng hề mà thôi. Sở gia muốn đối phó với hắn ta, cũng giống như bóp chết một con kiến vậy đó. Đợi đó mà tên tiểu tử đó sớm muộn gì cũng theo chân cha mẹ và nghĩa phụ của hắn mà thôi. Trấn Nam Hầu có điều không biết. Gần đây, cuộc sống của tứ đại gia tộc chúng tôi không dễ dàng gì. Sao ngươi lại nói như vậy? Trấn Nam Hầu có điều không biết. Chúng tôi đã bị một thế lực thần bí nào đó đàn áp, sản nghiệp lớn nào cũng gặp phải trở ngại, cận kề với sự phá sản. Là ai ăn phải gan hùm rồi sao? Dám ở địa bàn của Lâm Lôi ta dở thói ngang ngược, là ta đây. Dám tự tiện vào Trấn Nam phủ ta. Mẹ kiếp nhà mày, chán sống rồi sao? Chỉ là một Trấn Nam Hầu, khẩu khí thật sự không nhỏ. Ngươi rất nhanh sẽ biết được rốt cuộc là ai chán sống rồi. Ngươi rốt cuộc là con nghiện ở đâu? Ta chính là theo như lời các chỉ là một thằng hề. Sở vô đạo. Ngươi chính là Sở vô đạo sao? Sao nhìn biểu cảm của ngươi rất kinh ngạc vậy hả? Lúc đầu ép chết nghĩa phụ của là ta. Ngươi đúng chứ? Đúng vậy thì sao hả? Một tên phế vật bị Sở gia quét ra khỏi nhà như ngươi, lẽ nào còn muốn báo thù không thành sao? Nếu hả? Ngươi vẫn còn là con cưng của Sở gia giống năm đó thì ta sẽ nhường ngươi ba phần, nhưng tiếc là ngươi đã không phải nữa rồi. Được lắm, tứ đại gia tộc các cũng được xem như tụ họp đông đủ rồi, vậy thì ta không cần phải tìm đỡ phiền. Nít danh miệng còn hơi vị bóng, ngươi có biết cả cái Trung Châu này ai mới là hoàng đế thật sự? Dám ở hầu phủ gây sự, đừng nói là ngươi, kể cả thành chủ cũng không dám bạo gan như vậy. Ngươi đúng là một con chó ngoan, lát nữa mang ngươi làm món giả cầy nha. Tỏ ra ngầu lòi, ta lúc nãy rõ ràng đến đội chị An đi bắt ngươi rồi mà, sao ngươi có thể thoát được? Đội chị An, xem ra ngươi chính là chị của Trịnh Thu rồi. Chẳng trách hắn ta dám lộng hành như thế, đúng là không phải người một nhà, sẽ không vào một gia môn mà. Biết được hầu phủ các ngươi đang mở tiệc, đặc biệt đến đây tặng các ngươi một món quà lớn. Chị, anh rể, cứu tiểu em. Đệ, anh rể, cứu em tiểu đệ. Hắn ta, chính là hắn ta đã phế Trịnh gia chúng ta tuyệt hậu mất rồi. Tuyệt hậu? Ngươi hiểu lầm rồi, phải là bị diệt môn mới đúng chứ. Trịnh gia ta đã cho đóng hòm hết rồi, chỉ còn sót lại hai ngươi thôi. Lâm Lôi, Trịnh gia chúng ta bị ức hiếp như vậy, anh chỉ đứng nhìn vậy thôi à? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến cảnh giới gì vậy? Ngươi nằm mơ cũng không đạt đến cảnh giới đó đâu. Chẳng lẽ chuyện mà tứ đại gia tộc cận kệ với sự phá sản thực sự là ngươi làm hết sao? Anh rể, hắn ta dựa vào tập đoàn Hắc Kim. Sao có thể? Thiên tử bóng tối mất tích nhiều năm như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy chứ? Thiên tử bóng tối, đến cả tư cách làm gia nô kẻ cũng không có. Chủ nhân, xử lý như thế nào rồi? Toàn bộ đã từng đánh úp tập đoàn Hắc Kim, tứ đại gia tộc tất cả đã phá sản hết, thuộc hạ đã hạ lệnh phong tỏa toàn thành. Trước kia tất cả người đã từng ép bức Tần gia, một kẻ lỗ chó cũng không thể làm rất tốt. Ta hứa với ngươi, thần vương yến xong, Cửu Long hội sẽ tiến xa hơn. Tạ ơn, chủ nhân. Cửu Long hội? Ngươi chính là bá chủ mất tích của Cửu Long hội? Dạ hoàng sao? Ngươi chính là bá chủ mất tích của Cửu Long hội? Dạ hoàng sao? Ngươi rốt cuộc là loại người gì? Chỉ là một đứa con rơi của Sở gia mà thôi. Hôm nay ta chỉ muốn đòi lại công lý cho nghĩa phụ ta mà thôi. Bây giờ ta ra lệnh các ngươi lập tức quỳ xuống sám hối với nghĩa phụ ta, nếu không thì ta sẽ khiến toàn bộ Trấn Nam hầu phủ này máu chảy thành sông. Thật ngông cuồng mà. Tiểu tử, ngươi có lẽ không biết, ta đường đường là Trấn Nam hầu của Đàm Quốc, dưới trướng của Thiên Sát Chiến Thần. Động vào ta, vậy chính là đang vả mặt Thiên Sát Chiến Thần. Vậy sao? Thần Vương đại nhân, Thiên Sát Chiến Thần, Tiêu Thiên Sát, đây chính là kẻ ngươi tự dẫn dắt sao hả? Một tên làm sằng làm bậy vô cùng độc ác. Là Thiên Sát dạy bảo không nghiêm, xin Thần Vương hãy thứ tội. Ngươi thật sự là Thiên Sát Chiến Thần sao hả? Vậy hôm đó ngươi ở tiệc thượng thọ của Tần gia, trước đám đồng hành lễ với hắn ta. Vậy ngươi là? Làm sao, bây giờ biết sợ rồi sao? Tên chó yếu sinh lý như ngươi, làm sằng làm bậy, bắt cóc hiếp dâm, hôm nay còn dám ức hiếp cả người phụ nữ của ta. Phán ngươi tội chết. Tiểu đệ. Lâm Lôi, ta muốn báo thủ. Người đâu, cầm miệng, ngươi phát điên rồi à? Được thôi, không giúp ta, ta tự mình ra tay. Hỗn xược, dám đánh úp Thần Vương, chết cũng không đáng tiếc. Tiêu Thiên Sát, ta gọi ngươi đến để thanh lý hậu môn, tuân lệnh. Lâm Lôi, ngươi phạm tội ác tày trời, nhân thần phẫn nộ, tự sát, tạ tội đi. Chiến Thần đại nhân, ngươi đừng nên nghe tên tiểu tử nói sằng bậy. Lâm Lôi, tôi đối với ngài hết lòng trung thành,
ngài đừng để bị hắn lừa. Hết lòng trung thành. Là ai từng nói mánh khóe đầy trời vậy chứ? Nói rằng đằng sau ngươi có một đại nhân vật của đế đô, sợ rằng không lâu nữa đến cả vị trí của thiên sát chiến thần cũng phải đổi chủ. Lâm Lôi, có chuyện như vậy sao? Tiêu Thiên Sát, ngươi không thể giết ta. Ngươi cũng biết tối nay ta mời đến dự tiệc là ai không hả? Nếu như ta đoán không lầm thì người mà ngươi mời chắc đến là người năm đó đã cướp đi huyết mạch tôn quý của ta, Sở Cuồng Ca, đúng chứ? Bởi vì chỉ có người của Sở gia mới có thể khiến Trấn Nam ngoan nghe lời đuổi cùng giết tận Tần gia. Nếu như ngươi đã biết hết rồi còn không giơ tay chịu trói, chỉ dựa vào hắn ta, việc đến ngày hôm nay lão tử đây còn sợ cái thá gì chứ? Tiêu Thiên Sách, nếu như ngươi hôm nay dám động đến ta, dựa vào Sở gia sức mạnh của đế quốc triều đình nhất định khiến ngươi không địch nổi đâu. Còn ngươi, một đứa con rơi bị cướp đi thiên phú, xem như mạnh cũng mạnh được đến đâu chứ, chỉ là Sở Cuồng Ca có thể bị diệt trong nháy mắt. Tiêu Thiên Sát, ngươi còn chờ gì nữa, tuân lệnh. Trấn Nam Hầu cứ như vậy mà chết rồi, tiếp theo là đến lượt các ngươi đó. Cho các ngươi 3 giây suy nghĩ, lựa chọn ở trước di ảnh của nghĩa phụ ta nhận sai hay là chết ngay bây giờ. Gia chủ Tần gia, chúng tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi không nên liên thủ ép chết ngài. Nghĩa phụ, cha đã nhìn thấy chưa, vô đạo không còn là đứa bé năm đó người liều mạng bảo vệ nữa, vô đạo đã lớn rồi, con đã có thể bảo vệ Tần gia, bảo vệ Tuyết gia muội muội rồi. Người mà năm đó hại chết cha, con đều bắt hết bọn chúng chôn cùng cha. Dạ hoàng nghe lệnh. Vâng, dùng máu của tứ đại gia tộc an ủi linh hồn của nghĩa phụ ta trên trời. Dạ hoàng tuân lệnh. Nghĩa phụ, con đã thay cha báo thù rồi, cha có thể yên nghỉ được rồi. Dạ hoàng. Có, dọn dẹp tàn cuộc, xử lý nốt tàn dư. Dạ hoàng tuân lệnh. Tiêu Thiên Sát, Trấn Nam phủ này giao cho ngươi xử lý đấy, ngươi là chiến thần của Đàm quốc, danh chính ngôn thuận, tuân lệnh. Lâu rồi không gặp, ca ca tốt của ta, Sở Cuồng Ca. Ta còn nghĩ rằng 5 năm trước ngươi đã chết rồi chứ, sẽ không còn được gặp ngươi nữa. Ngươi còn chưa chết, làm sao ta chết được chứ? Ta chỉ là tò mò một chút, đại bá của ta, Sở Bắc Sơn, nỡ lòng nào để Sở gia thái tử đến Trung Châu? Chẳng lẽ nào đặc biệt đến xử lý ta đứa sao? Con rơi này của Sở gia, hay nói đúng hơn là tiếp tục áp bức, Tần gia đã từng giúp đỡ ta. Không không không, ngươi không xứng. Lần này phụ thân cử ta đến chính là vì tham gia yến tiệc của thần vương, muốn lôi kéo vị thần vương của Trung Châu hiện thân. Sở gia chúng ta chỉ cần cùng với thần vương lên cùng thuyền, toàn bộ Sở quốc đều bị chúng ta nắm bắt trong lòng bàn tay rồi. Đáng tiếc là toan tính của ngươi thất bại mất rồi. Sở vô đạo, một con chuột chạy trốn khắp nơi giống như một con chó chết chủ, sao lại biết được thần vương sẽ không hợp tác với Sở gia chúng ta? Lẽ nào ngươi không biết Sở gia chúng ta ở Đàm quốc này có địa vị là dưới một người trên vạn người đó, nếu như có thể lôi kéo được thần vương lên chung thì e là đến cả quốc chủ cũng khó mà tránh được mũi rùi sắc nhọn này. Đáng tiếc là Sở gia các ngươi và vị thần vương có mối thù không đội trời chung, các ngươi chỉ có thể là kẻ thù, mãi mãi cũng sẽ không thể thành bạn bè. Đại bá, bác muốn làm gì vậy chứ? Cháu ngoan, đừng trách đại bá, muốn trách thì trách bản thân con, trong người mang huyết mạnh thiên phú, chỉ đáng tiếc con không phải con ta. Từ nay về sau, Sở gia thiên kiêu chỉ có con trai ta. Sở Cuồng Ca, người đâu? Mau chóng thủ tiêu. Sở Bắc Đầu, năm đó vì để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, không tiếc huynh đệ tương tàn. Người như vậy, thần vương lẽ nào lại có thể nhìn chúng? Nhân loại, chỉ cần lợi ích đến cả thần cũng đều dám tàn sát. Thần vương cũng là người, hắn ta cũng có thất tình lục dục. Huống hồ chi Sở gia chúng ta đưa cho không ít hơn quốc chủ. Xem ra Sở gia các ngươi đòi hỏi quá lớn, muốn chiếm đoạt cả chính quyền. Vậy thì có làm sao, Sở gia bọn ta có lịch sử nghìn năm, cây to cành lớn, dễ sâu, lẽ nào không đủ tư cách sao? Nói trắng ra, thần vương cũng chỉ là quân cờ mà thôi, là dùng để thu hút hỏa lực. Nếu như cửa đông có chuyện, bọn ta vẫn có thể bỏ luôn. Nếu cần, có thể đâm sau lưng thần Sở gia vẫn như cũ, là thế gia nghìn năm của Viêm quốc, trụ cột đất nước. Sở vô đạo, ngươi vẫn là có chút não đấy. Nếu như năm đó ta không cướp đi
huyết mạch thiên phú của ngươi, thì bọn ta sợ rằng mãi mãi chỉ sống dưới cái bóng của ngươi. Nhưng thật đáng tiếc, thắng làm vua thua làm giặc, huyết thống của Sở gia mãi mãi chỉ có mình ta thôi. Sở Cuồng Ca, đích tôn Sở gia trước giờ không thể vào chức vị chúa tể các vị thần, bất quá chỉ là gà bằng đất sét mà thôi. Không không không, ngươi sai rồi. Thần vương mặc dù sinh ra từ hư không, nhưng phân tích lại thì hắn không có bối cảnh chống lưng, thì cũng bèo giạt mây trôi thôi. Vậy thì làm sao có cùng thể với Sở gia bọn ta so sánh được? Quả thực không thể so sánh. Nhìn ngươi đi, thái độ hiểu chuyện như vậy, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sở Cuồng Ca, ngươi lẽ nào không sợ ta mang những lời hôm nay ngươi nói đi bẩm báo với thần vương sao? Sợ? Sở Vô Đạo, ngươi là cái thá gì chứ? Bất quá là một con chó bị đuổi khỏi Sở gia mà thôi. Ngươi có năng lực đó sao? Đừng nói đến, thần vương có thể gặp được ngươi không? Mà có gặp được, ngươi cảm thấy loại vô danh tiểu hề cốt như ngươi, hắn sẽ tin ngươi hay là tin Sở gia bọn ta? Tuổi trẻ thật tốt. Ta đi đây. Chu Tước đến trấn Nam Hầu phủ nhận xác. Là ai làm? Là ta. Tiêu Thiên Sát là ngươi? Là ngươi phá hủy trấn Nam Hầu phủ của ta, chỉ là thanh lý hậu môn mà thôi. Sở Cuồng Ca, ta khuyên ngươi nên kiềm chế một chút. Đừng tưởng rằng ngươi Sở gia nắm quyền đến đâu thì có thể duỗi tay đến chỗ của ta. Cẩn thận lần sau ta tự tay bẻ cánh của ngươi. Tốt, rất tốt. Nhưng mà ngươi đừng quên, ngươi Thiên Sát chiến thần, nhưng lại có rất nhiều đôi mắt đang chĩa vào ngươi. Đe dọa ta? Không cần phải nói nhiều, tranh đấu trên chiến trường nhiều năm, ta còn sợ gì sao? Loại như ngươi giống loài tạp chủng. Hôm nay yến tiệc thần vương sắp đến, nếu ngươi muốn khiêu khích ta lần nữa, có tâm địa bất chính, chọc giận thần vương, 10 mạng nhà ngươi chết cũng không đủ. Ngươi tìm chỗ chết à? Đúng rồi, ta khuyên ngươi một câu, ngươi một kẻ thừa kế Sở gia bé nhỏ, dọa không nổi ta đâu. Nếu ngươi trong lòng bất mãn, đợi khi nào ngươi trở thành chủ nhân Sở gia rồi đến tìm ta, vẫn chưa muộn. Cha, Lâm Lôi của trấn Nam Hầu phủ chết rồi, bị Thiên Sát chiến thần giết rồi, tiếp theo nên làm sao đây? Đúng là phế vật, xem ra thâm nhập vào chiến khu kế hoạch tạm thời không thông rồi. Con nên tìm thủ đoạn gây áp lực với Bạch gia. Nhất định phải liên hôn với Bạch Thiển Hiên. Bạch gia có một vị lão quốc sư trấn thủ, chỉ cần con cưới được cô ta, Sở gia liền cách mục tiêu gần thêm một bước rồi. Biết rồi thưa cha. Tiêu Thiên Sát, đợi ta gia nhập được vào đường dây của thần vương, cưới Bạch Thiển Hiên, ta nhất định khiến ngươi chết không nơi chôn thân. Tuyết Dao, thế nào rồi? Vô Đạo ca ca, cảm ơn anh đã cứu em, nếu không thì em... Đừng khóc nữa. Tuyết Dao, em yên tâm, Vô Đạo ca ca nhất định sẽ bảo vệ em, Trịnh Thu sẽ không chịu để yên đâu. Trịnh Thu, yên tâm, toàn bộ Trịnh gia đều đã biến mất rồi. Thật sao? Thành chủ đại nhân đến. Thành chủ đến rồi, anh đi xem coi sao. Lão thái quân, thành chủ đại nhân sao lại đến Tần gia chúng ta? Lẽ nào chúng ta đắc tội ông ta? Chắc chắn là Sở Vô Đạo, tên phế vật đó lại gây ra. Không biết thành chủ đại nhân đích thân đến, lão thân không nghênh đón từ xa. Lão thái quân khách khí rồi, trước kia đều vì một số hiểu nhầm dẫn đến thủ hạ làm việc xảy ra chút sơ suất. Đây là giấy tờ quyền sở hữu của dược phẩm thiên nhất, hôm nay trở về chủ cũ. Đây, đây là thật sao? Thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp, xem ra thân thể hồi phục cũng không tệ. May mà có Vô Đạo tiên sinh, nếu không thì tôi đã sớm đóng hỏng rồi. Đại ân đại đức, khó mà đền đáp. Chuyện nhỏ ấy mà, thành chủ quá lời rồi. Nếu dược phẩm thiên nhất đã về với nguyên chủ rồi, vậy tôi xin phép về trước. Vô Đạo ca ca, chuyện gì đã xảy ra thế? Lão thái chuyện quân, bà đáp ứng ta, lão thân tự nhiên sẽ giữ lời, đồng ý hôn sự của các người. Tuyệt vời, cảm ơn bà nội. Vô Đạo, chuyện này ngươi đúng là đại công thần, mau nói cho ta nghe. Ngươi làm sao giành lại dược phẩm thiên nhất? Không có gì, chỉ là vô tình học được một chút y thuật chữa khỏi bệnh của thành chủ mà thôi. Nếu đã không có chuyện gì, ta đi trước đây. Trước đây là bà nội, trước đây là bà mắt nội. Mờ, Vô Đạo đứa trẻ này không tồi, tương lai có thể giúp đỡ Tần gia ta lên tầm cao mới. Ừm. Cái gì? Thật sao? Phong Nhi, chuyện gì đã xảy ra thế?
Lão thái quân Trịnh gia bị bay màu rồi, năm đó chèn ép Tần gia chúng ta, tứ đại gia tộc tất cả đều bị bay màu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào thật sự là trời độ Tần gia ta? Trịnh Thu, yên tâm, toàn bộ Trịnh gia đều biến mất rồi. Chẳng lẽ là Vô Đạo ca ca thực sự biết điều gì đó? Sư tôn, gọi đệ tử đến đây. Có gì phân phó sao? Dược phẩm thiên nhất bây giờ đã được trả về nguyên chủ, ta muốn ngươi vì Tần gia trấn giữ 3 năm. Vâng. Ngoài ra, loại kem trộn này bí kíp do ngươi giữ, giúp Tần thị phát triển. Hết hạn 3 năm, công thức này tất cả trở về lại cho ngươi. Cảm ơn sư tôn. Vậy tôi xin cáo từ. Thánh y tài ba, Cát Huyền Cơ, tính tình cổ quái, thường ngày kiêu ngạo. Sao lại có thể đối với Sở Vô Đạo tôn kính như cha chứ? Lẽ nào thật sự là hắn? Sở Vô Đạo dừng bước, nói chuyện chút đi. Đây không phải siêu là sao nổi tiếng Thiên Kim Bạch Gia sao? Giữa ta và ngươi hình như không có giao tình, điều này còn phải phụ thuộc vào giữa chúng ta có đồng thuận hay không. Ít nhất ngươi có thủ với Sở gia, mà ta vừa hay đề xuất này cũng không rồi. Đi đâu? Lên xe. Làm sao? Uống với ta một ly. Ngươi gọi ta đến đây không phải là muốn uống rượu chứ? Không biết ngươi đã nghe qua, Sở gia luôn muốn liên hôn với Bạch gia. Sở Cuồng Ca, không sai. Sở Cuồng Ca được mệnh danh là thiên tài Sở gia, cũng là nhân tài trẻ tuổi của đế đô. Mặc dù nhìn thì có vẻ rất ra gì, nhưng ta cảm thấy hắn dã tâm rất lớn, tâm không thấy đáy, quả thực khó mà làm an lòng người. Dã tâm của Sở gia đã to đến mức qua đường cũng thấy được. Nói ra thì ngươi cũng từng là con cưng của Sở gia, so với bên dưới ngươi ngược lại tôn quý hơn vài phần. Nếu như liên hôn với ta là ngươi, nói không chừng sớm đã đáp ứng rồi. Bạch tiểu thư thật biết đùa, ta nói đều là thật lòng. Thực ra có đôi khi ta rất hâm mộ Tố Vấn, rất nhiều chuyện cô ấy có thể tự quyết định, nhưng ta lại không thể đối đầu lại ý nguyện của gia tộc. Có điều vừa hay cô ấy đã hủy hôn với ngươi, vậy thì không tính là tình yêu không có lỗi, lỗi ở bất quá Tần Tuyết Giao, không có quan hệ với ta. Mọi người công bằng tranh chấp, hay là ngươi xem xét lại thành hôn với ta? Đặc sắc nha. Thật đặc sắc. Ta thật sự không thể ngờ, thật sự làm ta mở rộng tầm mắt. Đường đường là một thiên kim tiểu thư của Bạch gia đế đô, mà lại tự cúi mình cùng tên phế vật này hẹn hò. Sở Cuồng Ca, cùng ai hẹn hò là tự do của ta, ngươi quản được sao? Hôm nay ta chính thức nói cho ngươi biết, đồ mà Sở Cuồng Ca ta nhìn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Sở Vô Đạo mang dòng máu tạp chủng, ngươi cũng như vậy. Sở Cuồng Ca, Sở Cuồng Ca ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngông cuồng, đợi một ngày nào đó ta khi chính thức mang ngươi về cưỡng ép, thì ngươi sẽ biết cái gì gọi là ngông cuồng. Ngươi vô sỉ, Sở Cuồng Ca, ngươi không phải thật sự tưởng chiếm được huyết mạch chí tôn thì chính là thiên hạ vô địch rồi chứ? Làm sao, phế vật cũng học người khác làm chim đầu đàn à? Ngươi có đủ tư cách sao? Đủ hay không, thử một lần là biết. Ha ha ha, đây là vở hề hay nhất ta từng nghệ sĩ Hải. Ta vốn đã định giết ngươi trước rồi cho Tần gia bay màu, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Tự tin là tốt, có điều ta không bể bụng thay liệt tổ liệt tông thanh lý hậu môn. Sở Vô Đạo, ngươi điên rồi, khoe khoang gì chứ? Hắn uống say rồi, ngươi đừng chấp. Đứng lại, đắc đội đại thiếu gia còn muốn bỏ đi sao? Hứ, Tôn Sư Cảnh, coi như ngươi có mắt còn không mau quỳ xuống. Chú Phong, bãi rác này ông hốt đi, mang đầu hắn về đây tìm ta, ta đến Tần gia trước đợi ông. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ chậm chậm chơi đùa hắn đến chết. Sở Vô Đạo làm sao? Nghe nói Phong quản gia vẫn luôn bế quan ở Sở gia, tu vi tâm thâu khó lường. Không sao cả, chỉ là chó giữ nhà mà thôi. Đã là lúc nào rồi, ngươi làm sợ muốn chết. Ông nội mau đến cứu người, nếu không ông sẽ không gặp được cháu gái nữa. Bạch tiểu thư xin hãy yên tâm, cô là vợ tương lai của thiếu gia chúng tôi, chuyện này với cô không có liên quan. Cô có thể rời đi trước, ta và Sở Cuồng không có bất cứ quan hệ gì. Ta không đi, cũng không để ngươi động đến hắn. Hứ, nếu đã như vậy, lão phu không khách khí nữa. Ông già, nếu ngươi vẫn cứ u mê không chịu giác ngộ, ta không ngại phế đi tu vi của ngươi đâu. Sở gia tội ác tày trời, ta rất không thích. Trừ phi ngươi tự phế đi đôi tay, ta có thể không chấp nữa. Ngươi là cái thá gì, cũng dám để lão phu tự phế đôi tay chứ? Khi lão phu còn đang tung hoành thiên hạ, ngươi vẫn còn cởi chuồng tắm mưa. Trời gây nghiệp có thể tha thứ,
người tạo nghiệp không thể sống, tìm cái chết à? Cảnh giới gì đây? Cảnh giới có thể phế đi tu vi của ngươi? Không thể nào. Sở Vô Đạo, ngươi, tu vi của ngươi làm sao có thể? Ngươi không phải là phế vật, ngươi chắc đã nghe qua Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh chứ? Hắn Sở Quốc cướp đi huyết mạch chí tôn của ta, mà năm nay gần đây ta vô số lần cận kề bị diệt chủ tử nhất sinh, nhưng vẫn tiêu diệt được vô số kẻ mạnh. Không phải dựa vào thiên phú, mà là ý chí kiên cường bá chiếm thiên hạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là tôn sư cảnh, ngươi không xứng biết được. Một chiêu phế đi tôn sư cảnh, cái này thượng tiên tối đều không đạt được cảnh giới này. Ngươi chính là vị chúa tể của các vị thần. Đây không phải là vị tôn sư phong quản gia sao? Làm sao chuyện này có thể? Ông nội, là Sở Vô Đạo phế tay ông ta, hóa ra anh ta chính là thần vương. Bạch Ngọc Sơn bái kiến thần vương. Không cần hành lễ. Dạ hoàng mau chóng chạy đến Tần gia ngăn cản tên Sở Cuồng Ca. Tuân lệnh. Không ngờ được, đứa bé bị Sở gia vứt bỏ năm ấy lại có thể bùng nổi với xã hội như vậy. Thiển Hiên, nếu tổ vẫn đã có mắt nhìn hạn hẹp rồi thì con phải nắm cho thật kỹ cơ hội này. Đừng lo ông nội, con nhất định sẽ làm hết sức mình. Tần Phong, Tuyết Giao, bà nội không ổn rồi. Về gấp, muộn rồi, không bà kịp nội rồi. Ngươi làm sao khẳng định được Tần Tuyết Giao sẽ trở về? Đại nhân yên tâm, cháu gái của tôi không những đẹp như Miss Gergen, mà tâm hồn cũng rất non mềm, nó nhất định sẽ quay về. Xin người hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi. Tự ta giới thiệu một chút, ta tên Sở Cuồng Ca, đến từ Sở gia đến đâu. Ngươi chính là vị đích tử nhà Sở gia. Xong rồi, tôi chính là biết Sở gia sẽ không tha cho chúng ta, đều tại Sở Vô Đạo. Tên khốn lão thái quân người quá hồ đồ rồi, không nên gả Tần Tuyết Giao cho hắn. Lần này xong rồi, Tần gia chúng ta đều phải cùng nhau tuẫn táng rồi. Xịt. Nhìn bộ dạng hèn nhát của các ngươi, ta rất thương xót, nhưng thật đáng tiếc, Sở Vô Đạo chọc đến ta, Tần gia các ngươi phải đóng hòm. Sở công tử, chúng tôi và Sở Vô Đạo không có bất cứ quan hệ gì, xin người mình dám ta, đúng không? Vậy tại sao ta nghe nói ngươi đồng ý hôn sự của cháu gái và Sở Vô Đạo? Hiểu lầm. Nếu như người yêu thích Tuyết Giao nhà chúng tôi sẽ để nó làm vợ bé, cầu xin người tha cho chúng tôi. Bà nội, không sao chứ? Các người là ai? Đến nhà ta làm gì? Vị này là công tử của Sở gia đế đô, con mau đi cầu xin hắn tha cho Tần gia chúng ta. Đúng vậy, Tuyết Giao, Tần gia vô tội. Bây giờ có thể hay không là dựa vào cô rồi. Đều nói Tần Tuyết Giao là Miss Gergen Trung Châu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh xứng với đồn nha. Chỉ là đáng tiếc, lời cho tên Sở Vô Đạo phế phẩm kia quá. Sở công tử, Tuyết Giao của chúng tôi và Sở Vô Đạo một chút quan hệ cũng không có. Người đừng nghe lời đồn, bà nội, đừng vội rũ bỏ quan hệ, bởi vì Sở Vô Đạo lúc này đã chết rồi. Rất nhanh thôi, đầu của hắn sẽ được gửi đến tận cửa. Về phần Tần gia các người làm sao xử lý, ta nghĩ xem nào. Hay là các người làm chó đi, chui qua hàng ta có thể xem xét. Ngươi rốt cuộc đã làm gì Vô Đạo? Mở mồm ra là Vô Đạo ca ca, thực sự khiến cho người khác buồn nôn. Người đâu, lột đầu cô ta cho ta, vứt lên giường của ta. Buông tay, các ngươi tìm chỗ chết. Ta cầm Long Thần Công, ngươi là Long Đầu Dạ Hoàng của Cửu Long Hội, xem ra ngươi cũng không phải thiếu hiểu biết. Giết người của ta trước mặt ta, ngươi không sợ đắc tội Sở gia sao? Sở Cuồng Ca, ngươi có phải là rời xa sự che chở của gia tộc sống không nổi nữa à? Sở Vô Đạo, ngươi còn chưa chết. Vô Đạo ca ca, không sao chứ? Đừng lo, có sao là người khác. Anh mau chạy đi, may có vị đại nhân này ở đây. Không thì Sở Cuồng Ca sẽ không tha cho anh đâu. Tuyết Giao, con đang nói cái con gì? Con muốn hại chết Tần gia chúng ta sao? Sở Vô Đạo, nếu ngươi còn là một thằng đàn ông thì mau tự sát tạ tội, như vậy Tần gia bọn ta mới có đường sống. Sở Vô Đạo, ngươi cái đồ sao chổi, gây đại họa lớn cho Tần gia bọn ta, còn không mau tự sát tạ tội, xoa dịu đi cơn thịnh nộ của công tử. Tự sát tạ tội sao? Chỉ dựa vào hắn? Tần Tuyết Giao, đây là người đàn ông mày thích, hắn không để Tần gia chúng ta tan cửa nát nhà thì mày không hài lòng đúng không? Vô Đạo ca ca chọn cái hòm thì con sẽ cùng nằm với anh ấy. Yên tâm đi, đồ ngốc, anh chết không được đâu. Đừng ngu như thế nữa. Được, đúng là cậu ba Kenji và mợ ba Miko, có điều thật đáng tiếc, thứ ta thích là chia rẽ cặp uyên ương. Tần Tuyết Giao,
ta cho cô cơ hội. Vừa cởi đồ vừa hát. Giọng ca vàng trong xóm đi vào. Ta sẽ tha cho Tần gia. Ha 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 ha, Tuyết Dao, đứa cháu ngoan của mau ta. Mau chóng nghe lời Sở công tử đi, cứ làm đi, an nguy của Tần gia chúng ta đều ở trên người con nó. Đúng đó, Tuyết Dao còn đỡ hơn là mất mạng. Chu thiếu, nếu như có thể làm ngươi mãn ý, ngươi thật sự tha cho Tần gia sao? Vậy phải xem thành ý của cô rồi. Vô đạo ca ca, em là vì cứu Tần gia, anh hãy xem như không có người vợ sắp cưới này đi. Sở cùng ca, ngươi lẽ nào không tò mò chút nào chuyện của lão quản gia các ngươi sao? Thiếu gia, Phong quản gia bị phế tu vi rồi, đã mất đi ý thức. Cái gì? Hắn là tôn sư tối cao đó, làm sao có thể? Tiểu như nhân vậy? Nhìn thấy lão Bạch và Bạch Thiển Hiên cùng bước ra khỏi quán ba đó. Bạch Ngọc Sơn, Sở cùng ca, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đến chuyện động đến Tần gia. Phong thúc không giết được ngươi, vậy là do ngươi vận khí tốt, may mắn vượt qua đại nạn. Nhưng bây giờ ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Dựa vào ngươi, ngươi hiển nhiên đã ở sẵn trong địa ngục rồi. Số phận của ngươi chỉ có thể so với lão quản gia càng thê thảm hơn thôi. Ngươi muốn chết? Dạ hoàng, ngươi chắc chắn bảo vệ bãi rác này, chống lại Sở gia đúng không? Sở gia là cái thá gì mà có thể vơ đũa cả nắm với thần vương? Rất tốt, ngày mai là yến tiệc thần vương rồi, hôm nay không dễ động thủ, tránh để ảnh hưởng đến tình trạng tốt nhất. Sau bữa tiệc của thần vương, tất cả các ngươi đều phải chết. Sở vô đạo, tận hưởng cho tốt quãng thời gian cuối cùng đi. Ha 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 ha. Làm sao đây? Sở gia ở đế đô đó là một dòng dõi quý tộc của Viêm quốc, đắc tội phải bọn họ. Tần gia chúng ta thật sự xong rồi, chuyện này làm sao đây? Nếu chúng ta có thể tham gia thần vương, có được sự che chở của thần vương, Sở gia muốn diệt chúng ta có lẽ cũng phải cân nhắc. Nghe nói thần vương các quốc chủ đều phải kính nể, vô thượng tối cao, Tuyết Dao nhà chúng ta là Midgard Gen Trung Châu, nếu được hắn nhìn chúng vậy thì quá tốt rồi. Nhưng ngày mai là thần vương yến rồi, Trịnh gia bị loại trừ, tư cách cũng bị tước bỏ, chúng ta đi đâu để nhận giấy mời đây? Ngoại trừ vô đạo ca ca, ai con cũng không thích, kể cả thần vương cũng không. Tao đã cho mày mặt mũi rồi. Thần vương là ai chứ? Có thể nhìn chúng mày, đó là phúc ba đời. Ta nhớ lúc trước có đưa thư mời cho các người, hình như bị lão xé rồi nhỉ. Ngươi còn có mặt mũi nói sao, làm cái thư giả đến lừa bọn ta. Sở vô đạo, ngươi mang lại cho Tần gia biết bao nhiêu tai hại rồi. Nếu không phải Cửu Long hội đại nhân vừa nãy tương trợ, thì còn ngồi đây được sao? Ngươi sao còn có thể ở đây tô mồm nữa chứ? Nhận lệnh của Thánh Y Huyền Cơ, ta đặc biệt đến đây gửi thư mời thần vương yến đến Tần gia. Đây là thật. Lão nhân gia có thể xem trọng Tần gia chúng ta như vậy. Gia sư đã hứa có thể vì dược phẩm thiên nhất của Tần gia giúp đỡ 3 năm. Đây chỉ là một chút tâm ý của lão nhân gia mà thôi. Đa tạ thần y. Có ông ấy ở sự đây, sự bùng nổ của Tần gia ta chỉ nay mai thôi. Sở vô đạo, ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy? Còn không mau đi pha trà, rót nước cho Tố Vấn thần y. Ta pha trà cho cô ta sao? Không có đủ đẳng cấp. Hỗ sược, ngươi, cái đồ con hoang. Một phát lên mây còn không muốn. Đừng quên là ta chữa khỏi cho thành chủ đại nhân, mới lấy về dược phẩm nhất thiên. Chữa khỏi cho thành chủ, dựa vào ngươi, ngươi thật sự biết bôi phân lên mặt nhỉ? Rõ ràng là sư phụ ta đến đúng lúc, nếu không phải ông ấy ở đó, ngươi làm ăn được gì? Đừng nghĩ lúc đó ta không có ở đấy thì ngươi có thể nổ như bom nguyên tử, giả làm trạng nguyên. Được lắm, phế vật này. Ta nói chứ, ngươi hiểu cái gì? Còn lừa cả thành chủ đại nhân đến tận cửa xin lỗi, có phải ngươi chơi bùa yêu với thành chủ không nên u mê tưởng ngươi chữa khỏi? Sở vô đạo, ngươi là đồ gian ác, nếu chuyện này bị phơi bày, thành chủ đại chắc chắn sẽ trách tội xuống. Ngươi hại Tần gia ta, hại đến mức này còn chưa đủ sao? Đúng là một đàn bò đội nón. Ngày mai là thần vương yến rồi, ta lười phổ cập kiến thức với các ngươi, rác rưởi như ngươi chỉ biết liên mồm bốc phét, nói như thể ngươi có tư cách tham gia vậy. Vô học, ngươi! Vô đạo ca ca, ngày mai chúng ta cùng đi. Tuyết Dao, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trang điểm lồng lộn vào nhé. Anh sẽ cho em một bất ngờ. Ừm. Thần vương đại nhân, lời mời đã được gửi đi, cái này là chuẩn bị vì hồ sàng 1000 ca, cả Viêm quốc chỉ có một. Rất tốt, ngày mai ta ở trước mặt tất cả cầu hôn Tuyết Dao. Bạch Ngọc Sơn cầu kiến thần vương đại nhân. Thiên sát chiến thần, người cũng ở đây à? Thần vương đại nhân mời hai vị vào. Đi. Không ngờ được thần vương lại gặp Thiển Hiên, lại còn là thiên sát chiến thần. Mở cửa. Tiểu thư, lấy thân phận của người đi cầu kiến thần vương đại nhân. Thần vương chưa hẳn đã đồng ý, hay là ngày mai ở thần vương yến rồi xem người thật luôn. Thần vương, nhân vật đẳng cấp, có quy tắc nghiêm ngặt, ta làm sao dám xem nhẹ mà quấy rầy.
không biết Bạch gia chủ đến đây là có chuyện gì. Thần vương có điều không biết, Sở gia ở đế đô quyền thế ngút trời, lòng dạ đê hèn ai ai cũng biết, âm mưu liên hôn với Bạch gia, từ đó ở trong thiên hạ tiến thêm một bước. Lão phu lo lắng Sở gia âm mưu làm loạn sẽ làm hại đất nước, vì vậy đến đây mong thần vương. Chuyện Sở gia muốn tạo phản ta đã biết rồi, Sở Cuồng Ca trước đây thông đồng với Trấn Nam hầu Lâm Lôi muốn tranh quyền tham chiến, hôm nay Lâm Lôi đã bị xử tử, cho nên hắn đặt tham vọng này lên Bạch gia các ngươi, đúng chứ? Thần vương minh giám, lão phu có một khẩn cầu, hy vọng thần vương có thể chấp thuận. Cháu gái tôi Bạch Thiển Hiên là vì bảo vệ an ninh Bạch gia, ta đã có người trong lòng rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Còn về Sở Cuồng Ca, đến bữa tiệc thần vương ta sẽ đích thân xử lý để cho Bạch gia các người không có hậu họa. Đa tạ thần vương. Sở vô đạo, chỉ cần một ngày ngươi chưa thành hôn, ta sẽ không bỏ cuộc. Tố vấn, cô ở đây. Thiển Hiên, tôi muốn hỏi cô, thần vương trong truyền thuyết rốt cuộc mặt mũi thế nào? Hắn chính là giống, giống với dáng vẻ của cậu ba là gì? Giống Sở vô đạo sao? Cái tên mùng thở ra đá đó sao? Cô đừng lừa tôi, nếu thần vương thực sự trông giống hắn thì tôi là mợ ba Lan Trinh rồi. Tố vấn à, Tố vấn, cô cũng đừng trách lời tôi nói với cô đều là thật. Thực sự không biết tại sao cô lại ghét Sở vô đạo như vậy, tôi lại thấy hắn không tệ chút nào, ít ra so với cái tên Sở gì đó, đích tử Sở Cuồng Ca, mờ lem hơn gấp bội. Nếu là tôi liên hôn với hắn, tôi đã sớm đồng ý rồi. Thiển Hiên, nếu cô không muốn gả cho Sở Cuồng Ca thì đế đô vẫn còn rất nhiều trai ngon để cho cô lựa chọn, tại sao cô phải buông thả bản thân như vậy, chọn phải loại nhìn như tên bú đá chứ? Tố vấn, cô nghĩ kỹ rồi à? Quyết định không cần Sở vô đạo sao? Từ lúc hắn bị Sở gia đá đít, 5 năm này không chịu cầu, cả ngày chỉ biết mưu mô lừa lọc, còn nghĩ rằng bản thân hắn là đại thiếu gia Sở gia cơ đấy. Hình mẫu lý tưởng của tôi, nếu không phải lấy lừng thiên hạ, diệt được tất cả kẻ mạnh trên thế giới, vua của các vị thần, thì chí ít cũng phải được như thiên sát chiến thần, thần chiến tranh vô song. Hắn, Sở vô đạo là cái thá gì? Một tên vô danh tiểu tốt. Tiểu thư, người yên tâm, ngày mai thần vương hiện thân, nói không chừng ngài ấy đối với thiếu nữ Hoa Đà có hứng thú thì sao? Tố vấn, hy vọng ngày mai sau khi cô thấy được dung mạo của thần vương thì đừng quá thất lễ. Sáng nay vui quá. Vô đạo ca ca. Tuyết Dao, hôm nay em đẹp lắm. Sở vô đạo, đây là bữa tiệc của thần vương, ngươi sao có thể chui vào đây? Bà không thấy hắn đứng ngoài chào khách sao? Quá rõ ràng rồi, là đến làm chó canh gác. Hóa ra là vậy. Chính là nói, một nơi đẳng cấp như này, rác rưởi làm sao bay vào được? Bà nói không sai, tôi chính là đặc biệt đến đón Tuyết Dao. Vô đạo ca ca, đừng nói nữa, chúng ta vào nhé. Được, một con chó gác cửa sao có thể ngồi ở đây? Sở vô đạo, nếu ngươi làm vấy bẩn nơi này, nếu bị bế đi, ngươi mất mặt lại là Tần gia bỏ ta. Cái loại nổi tiếng không ai biết đến như ngươi, cũng không sợ làm nhục thiên sát chiến thần và thần vương đại nhân. Chỗ ta muốn không phải ở đây. Vô đạo ca ca, anh vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong, hãy ngoan ngoãn ở đây, chút nữa anh đến tìm em. Ừm. Sở công tử, mời vào. Xem ra hôm nay đông vui phết đấy, ngay cả những kẻ bình thường sống cũng chui ra hết rồi. Thần vương yến thật lợi hại. Sở công tử, người ngồi đâu ạ? Ta, đích tử của Sở gia đế đô. Ngươi nói ta nên đặt mông vào đâu? Đương nhiên là hàng đầu rồi. Sở công tử đúng không? Khẩu dụ của thiên sát chiến thần, nếu người có đến thì mời bên này. Được lắm, Tiêu thiên sát, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy. Có thể vào rồi chứ? Ừm. Sở Cuồng Ca sao lại ở đấy? Thần vương ánh mắt tinh nhuệ, có thể cho hắn vào đây là không tệ rồi. Tố vấn thần y, vị này là, giới thiệu với mọi người, đây là chị em tốt của tôi, Bạch Thiển Hiên. Tuyết Dao, vô đạo ca ca, anh xong việc rồi à? Cuối cùng cũng xuất hiện. Bữa tiệc quan trọng như này nếu như thiếu ngươi thì thật thiếu muối. Sở vô đạo, ta thật sự là quá xem nhẹ ngươi, có rồi. Thể mặt dày đến mức độ này, đây là thần vương yến, ngươi lại vì muốn tán tỉnh ta mà lén lút chui vào đây. Ta tán ngươi, ngươi sao? Lấy đâu ra tự tin? Ngay cả thư mời cũng không có, cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì chui vào. Ta muốn vào còn cần dùng thủ đoạn sao? Tố vấn thần y, e rằng người chưa biết, vị này là Sở công tử này, là chó gác cổng của bữa tiệc hôm nay đó.
cho nên mới có thể chui vào bữa tiệc này. Một con chó cui cút, căn bản không cần sổ to, còn không mau cút đi, ngứa mặt. Sở Vô Đạo à, ngươi nếu như thật sự muốn đến, có thể cầu xin ta. Ta thấy ngươi đáng thương, chắc cũng sẽ đồng ý đó. Tô Vấn Thần Y, các người, ngươi lẽ nào không biết Sở Vô Đạo và Tố Vấn có hôn ước sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Thân phận của Tố Vấn Thần Y, Sở Vô Đạo hắn làm gì có cửa, một gà một chó, sắp vô là tan cửa nát nhà. Vô Đạo ca ca, các người thật sự có hôn ước sao? Đó là điều đương nhiên. Có điều, đó là chuyện của quá khứ rồi. Cô không mở mõm, ai cũng biết cô có mồm. Quý vị xin đừng hiểu nhầm, tôi đã sớm từ hôn với Sở Vô Đạo rồi, với hắn không có dính líu. Thì ra là vậy. Chẳng trách, người hay lo lắng hắn thích người. Vẫn là Tố Vẫn Thần Y có bộ não thông thái, không giống Tuyết Giao nhà ta. Não bị kẹt cửa, ôm lấy bãi rác không buông, ta nếu là hắn, bị tuột quần ở nơi công cộng như này, sớm đã ôm mặt bỏ chạy rồi. Các người quá đáng vừa thôi. Tuyết Giao, Tần Tuyết Giao, nếu Tần gia các người ghét Sở Vô Đạo như vậy, hay là cô nhường hắn cho tôi đi. Tôi rất nghiện hắn, cô bú bóng nặng quá rồi, đúng là có hít chút bóng cười, nhưng tôi nghiêm túc. Tần Tuyết Giao, chúng ta giao dịch đi. Tôi xuất thân là Bạch gia đế đô, quốc sư hiện tại chính là tổ tiên Bạch gia tôi. Nếu cô đồng ý, nhưng Sở Vô Đạo cho tôi, cô muốn bao nhiêu trái bóng đều được. Đế đô Bạch gia. Bạch gia và Sở gia là hai gia tộc đỉnh xã hội. Dưới một người trên 1.000 người. Thân thế của Bạch đại tiểu thư đúng là bất bình thường nha. Thế nào? Suy nghĩ thử xem. Cô đừng phê bóng nữa, Sở Cuồng Ca đang ở bên kia nhìn cô ở ấy. Trước mặt Sở Cuồng Ca ăn nói hồ đồ, cô không nghĩ đến hậu quả. Sở thiếu qua đây rồi. Bạch Thiển Hiên, cô rốt cuộc là có ý gì? Cô rõ ràng biết tôi thích cô còn mang tên phế vật Sở Vô Đạo này đến làm nhục tôi chỉ mê Sở Vô Đạo. Anh làm gì được tôi, xem ra cô không coi Sở Cuồng Ca tôi ra gì rồi. Tần Tuyết Giao vẫn câu nói đó, chỉ cần cô sẵn sàng hủy hôn, tôi có thể kéo trực tiếp lên trở thành giới thượng lưu của Trung Châu. Thế nào? Tôi không thèm, tình yêu không phải là một không cuộc thể coi dịch. Như những trái bóng cười. Vô Đạo ca ca, anh không cho em trái bóng nào mà sao làm em say quá. Có điều tôi cũng coi trọng anh ấy, nếu anh ấy chủ động chọn bóng thì tôi cũng không thể ngăn cho cả. Dù anh ấy đã sớm không phải thế ra nhà họ Sở, thậm chí các người còn coi nhẹ anh ấy, nhưng trong tim tôi anh ấy mãi mãi là người tuyệt nhất. Vô Đạo ca ca, chỉ cần có thể bên cạnh anh ấy cùng nhau phê pha tháng ngày, tôi đều sẵn lòng. Không biết tốt xấu, mày muốn làm tao tức chết mà. Bạch tiểu thư cho mày cơ hội tốt như vậy, mày không thèm. Tình yêu đích thực, chả trách hắn lại mê cô như vậy, xem ra tôi đấu không lại rồi. Có điều Tần tiểu thư cũng không cần quá lo lắng, lúc nãy hơi phê bóng, đùa tí. Đừng quên lời tối qua ta nói với ngươi, hưởng thụ thời khắc cuối cùng của mình cho thật tốt, đợi thần vương yến kết thúc thì sẽ là ngày tàn của ngươi. Vậy sao? Ta rất phấn khích, sắp được lấp lỗ rồi còn cứng mồm. Sở Vô Đạo, ta khuyên ngươi nên thức thời, hắn dù sao cũng là Sở gia đế đô, là đích tử, dẫm lên ngươi cũng như quẹt qua bãi phân thôi, rất nhẹ nhàng. Ta khuyên ngươi hay là nhận lỗi với hắn đi, cũng có khi hắn chịu làm công đức giữ lại mạng cho ngươi. Để cô phải phí tâm rồi, ngươi làm gì vậy? Vị trí này ngươi có thể ngồi sao? Mau đứng lên, Sở Vô Đạo ta thích chỗ nào thì đặt mông ở đó, ngồi lên đùi cô còn hỗn láo. Đây là thiên sát chiến thần, để lại chỗ cho sư phụ của ta, đợi sư phụ của ta đến phát rồi. Hiện bị ngươi chiếm lấy thì chỉ có mức giấu mặt xuống mông thôi. Vậy đợi Cát Huyền Cơ đến rồi nói tiếp, thật là không biết trời cao đất dày mà. Cô cười cái gì? Không có gì, chỉ là hy cảnh hơi vui thôi. Sở Vô Đạo, ngươi vẫn còn mặt mũi ngồi đây, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Thanh y sắp đến rồi, lão nhân gia ông đồng ý ta sẽ trấn giữ 3 năm cho Tần gia, nếu ngươi đắc tội ông ấy, ta nhất định tự tay bóp nát ngươi. Ta khuyên ngươi mau cút đi, đừng ép ta phải bế ngươi đi. Ngươi dám bế ai đi hả? Sư phụ, người đến rồi, tên tào lao này không biết giật cái dây nào, dám chiếm vị trí của người, còn bây giờ sẽ đuổi hắn đi. Sở Vô Đạo, sư phụ ta đến rồi, còn không chịu rời đi, ngươi cút mau cho ta, không được hỗn. Sư phụ, con, ngươi còn nhớ không, ta đã từng nói qua, ta muốn đề cử ngươi cho sư tôn, để ông ấy đích thân dạy dỗ ngươi. Nhưng ngươi là loại não tàn ngang ngược, đắc tội sư tôn, dẫn đến phí công vô ích, bỏ lỡ cơ hội. Sư phụ, ngươi đang nói gì vậy? Lẽ nào sư tổ cũng đang ở đây? Ta tận chân trời, ngồi ngay trước mắt. Sư tôn, đệ tử quản giáo không nổi, Tố Vấn ngu dốt kiêu ngạo, khiến cho nó có tính coi thường người khác. Thực sự thất lễ, xin sư tôn hãy trách tôi. Không biết không có tội. Có điều đệ tử này của ngươi trình độ ngu dốt, ta cứu không nổi. Ngươi làm sao có thể là sư tổ của ta? Chuyện này không thể. Ngày đó, ta ở bên ngoài Huyền Cơ Các cứu ngươi,
ngươi còn không biết ơn, bây giờ ta đến đây còn muốn đuổi ta đi. Sao có thể như vậy? Quỷ môn thập tam châm, lẽ nào là sư phụ ra tay? Tối hôm đó cứu mình là hắn sao? Lẽ nào mình phí tâm phí sức muốn học bái sư tổ là lại tên phế vật luôn coi thường sao? Điều này thật hoang đường, không thể nào. Sở vô đạo dù sao thì ngươi cũng chỉ là chất thải của Sở gia, năm năm này ở bên ngoài trốn chui trốn nhủi làm gì mà có ý thuật gì chứ? Câm mồm. Tần gia các ngươi đúng là bị mù. Nếu không phải khi đó sư tôn để ta chấn cho Tần gia các ngươi 3 năm thì các ngươi là cái thá gì mà ta phải gửi thư mời chứ? Đây đây, là thật sao? Vô đạo ca ca, anh thật sự là thầy của Cát Huyền Cơ sao? Em cảm thấy Cát Huyền Cơ sẽ bốc phét sao? Ngươi là cái tên miệng toàn khí đá hạng hiện, ngươi làm sao có thể là sư tổ của ta? Ngậm mõm, lẽ nào vi sư ta cũng trúng đá nói mê sao? Con ta nghĩ mọi người đều biết thần vương yến lần này ta chỉ là một con tép nhỏ, đại nhân vật chính là một người khác. Chúng ta nãy nổ một tràng pháo tay. Xin mời vua của các vị thần. Vua đạo ca ca, thần vương sắp xuất hiện rồi. Sở vô đạo, tính ra ngươi có một chút y thuật thì cũng đừng ở đây gây rối. Tính đóng kịch gì? Thần vương nhân vật phi thường, nếu ngươi đắc hội ngài ấy sẽ liên lụy đến cả nhà Tần gia bọn ta. Mau ngồi xuống, chiến thần đang mời thần vương không phải anh. Tên này là ai thế? Thiên sát chiến thần mời thần vương lên sân khấu, hắn chạy lên làm gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Thần vương sắp đến rồi, tên tiểu tử này làm gì đây? Xong rồi, hại chết Tần gia chúng ta rồi. Hôm nay quý dị tập hợp ở đây, ta rất vui. Lần này ta có việc rất quan trọng muốn tuyên bố. Sở vô đạo, ngươi cút xuống cho ta, đây không phải là nơi ngươi phê thuốc. Tiêu thiên sát, ngươi rốt cuộc đang biên kịch cái gì? Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo lên cho thần vương. Lại xúc bãi rác này lên khán đài, ô nhiễm môi trường. Thần vương mãi không lộ diện, chắc chắn là do hắn giở trò. Ta phải lên dọn rác thôi. Đừng đi, cô kéo tôi làm gì? Tố Vẫn, cô tin tôi chứ? Tất nhiên tin rồi, nhưng tôi không tin hắn. Tôi giờ không cách nào chấp hắn nhận. Chính là sư tổ, chuyện cô không chấp nhận được vẫn còn rất nhiều. Tin tôi, ngồi chờ điều bất ngờ đến đi. Thiển Hiên, cô có phải biết được gì không? Đúng, Sở vô đạo chính là kép chính ngày hôm nay. Hắn chính là chân long của Bình Nguyên Vô Tận, vua của các vị thần, Tiêu Thiên Sát và tứ đại chiến thần. Bái kiến thần vương. Thiển Hiên, cô có phải biết từ trước? Chẳng trách, chẳng trách cô lại tranh giành với Tần Tuyết Giao, muốn gả cho hắn. Tôi luôn luôn đề cao bản thân, kiêu ngạo. Không ngờ rằng hắn không chỉ là sư tổ của tôi, là còn là vua của Bình Nguyên Vô Tận. Là tôi tự hủy hoại hôn ước của mình. Tôi rất hối hận. Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể. Mau đi đi. Vô đạo ca ca, thật sự là anh sao? Là anh. Thì ra hắn là thần vương của Bình Nguyên Vô Tận. Tôi đã làm gì thế này? Thế nào cứ nghĩ hắn là phế vật, làm nhục hắn nhiều lần, tự tay đem con rùa vàng tôn quý vứt ra cửa. Thì ra là Tần gia chúng ta sai. Sai cả bài. Thật nực cười, Tần gia các căn bản không biết chống lưng, được giúp đỡ nhiều lần, diệt Thương Long rồi cả tứ đại gia tộc đều là do thần vương tự tay tiêu diệt. Tập đoàn Hắc Kim là của Cửu Long hội ta, đều là do thần vương dẫn dắt, chính là ngay cả tên tuổi như Dạ Hoàng, trước mặt thần vương cũng chỉ là kẻ hầu. Các ngươi đều bị mù rồi. Sao lại có thể như vậy? Ta không tin, ta không tin. Sở Cuồng Ca, móc đi đôi mắt chó của ngươi, vậy mà dám tính toán lợi dụng thần để giúp ngươi nắm quyền tòa quốc. Thần vương vốn đã bắt được âm mưu của ngươi rồi. Im đi, ta không tin hắn là thần vương. Sở Cuồng Ca, ta đang chảy máu huyết này, là thiên tử của Sở gia, từ nhỏ vất vả luyện tập, hơn nữa còn là tuổi trẻ tài cao, chỉ cách thần giới một bước. Mà ngươi bất quá chỉ là kẻ bị tước bỏ tư cách, một con chó hoang lưu lạc. Ngươi dựa vào gì trở thành thần vương? Dựa vào cái gì? Ừm, ngày ấy đã gia nhập trở thành vị thánh tối cao trong truyền thuyết. Không hay rồi, Sở vô đạo có nguy hiểm. Người anh em tốt của ta, hôm nay ta muốn tận tay lấy cái đầu của ngươi, sau đó ta sẽ nói với thiên hạ ta còn lợi hại hơn thần vương. Sở Cuồng Ca, để ta đến đấm cho ngươi tỉnh.
ta tối qua không mang ngươi đóng hòm, nghĩ là muốn hôm nay từ từ dóc thịt ngươi, không ngờ ngươi đích thân chạy đến. Thật là nghe lời há ha ha. Dạ hoàng, lui xuống. Chủ nhân, sao lại, làm sao, ngươi muốn thay hắn chết sao? Con rùi này, ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay nên đến tập cuối rồi. Ta thật sự rất phục ngươi, vĩnh viễn tự tin như vậy, ngươi cũng biết. Ở bình nguyên vô tận ta là vô địch. Vô đạo ca ca, anh không sao chứ, anh không sao. Tuyết sao? Em đồng ý lấy anh chứ? Em đồng ý. Chúc các người hạnh phúc.